chương 1042, mọi người thương nghị một. Ô ô, thứ kinh khủng này kêu dây một tiếng, sau đó lập tức há cái miệng rộng đáng sợ của mình, trực tiếp cắn lên hộ thân cương khí của Phương Thành Hữu, hộ thân cương khí lập tức bị cắn cho vỡ nát, sau đó dần tan biến như bị ăn mòn. Trong nháy mắt tiếp theo, cái thứ khủng bố kia liền mang theo khí, tức cuồng bạo hung ác trực tiếp cắn xé trên đầu của Phương Thành Hữu, thân hình luân chuyển giữa hư ảo và thực chất, trực tiếp cắn đứt đầu của Phương Thành Hữu, máu lập tức phún ra như suối chảy loang đầy mặt đất, còn thi thể thì trực tiếp rơi xuống. Mau lên, đây là xảy ra chuyện gì? Trong phi linh môn có không ít đệ tử cảm giác được biến hóa trên không trung, đều lập tức lo lắng chạy tới, linh hồn ba động của hung thần đang ở giữa không trung khiến cho linh hồn của tất cả mọi người run rẩy. Đúng là thứ quỷ dị. Ánh mắt của Lục Thiếu Du kinh thán không ngừng, thứ mà Đông Vô Mệnh thúc dục ra lần này quá mức kinh khủng, thứ này có vẻ như là một thứ thuộc loại linh hồn, nhưng uy lực khủng bố tới cỡ này cũng khiến cho ta người ta lạnh cả người. Thực lực thế này, lục thiếu du phòng trừng, sợ là cũng có thể trực tiếp chống lại vũ vương nhất trọng. Thu, đông vô mệnh vừa thu lại thủ ấn trong tay, cái thứ khủng bổ miệng còn đang dỉ máu, trên không nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc mang ùn ùn kéo vào trong mi tâm của đông vô mệnh, khí tức lập tức thu liễm không còn sót lại gì. Sau cái này, khí tức của đông vô mệnh dường như lại càng hung sát thêm một chút. Có chút thủ đoạn nha, thứ đồ chơi này có vẻ bất phàm đấy ánh mắt của thiên độc yêu long thoáng vẻ kinh ngạc nhịn không được mà thấp giọng kinh thán sau lưng của mọi người lúc này còn có ba cô nàng phương tân kỳ nhan kỳ bạch toa ánh mắt của cả ba cũng kinh hãi không thôi lấy thực lực của nàng bị một màn ban nãy dọa cho run lập cập chúc mừng sư phụ tu luyện thành phệ hồn ác anh lục tâm đồng lúc này cũng vui mừng chạy tới bên người đông vô mệnh rõ ràng là cảm thấy vô cùng vui mừng thay cho sư phụ đông lão thứ vừa rồi ngươi vừa thi triển chính là vật do hồn anh của lâm trung đao lần trước luyện thành sao? Sau khi kinh ngạc qua đi, Lục Thiếu Du lập tức hỏi, theo vật giữ tợn mà đông vô mệnh thi triển ban nãy, Lục Thiếu Du cũng đoán được ít nhiều. Không sai, đây chính là một loại thủ đoạn quỷ dị, mà ta tu luyện theo như phía trên độc công ghi lại, linh kỹ bình thường không cách nào tu luyện được, nhưng một ít thủ đoạn đặc biệt thì có không ít, cái phệ hồn ác anh này thì lại càng thêm quỷ dị, lần trước vừa vặn có cơ hội bắt được một cái hồn anh, cho nên mới luyện chế ra được nó, chỉ là để luyện chế thành công cũng để ta chịu không ít khổ sở đây. Bất quá uy lực cũng rất mạnh, hiện tại phòng trừng có chống lại vũ vương nhất trọng bình thường cũng sẽ không hề kém cạnh. Cái phệ hồn ác anh này có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn. Hơn nữa, thôn phệ càng nhiều thì thực lực sẽ càng trở nên mạnh hơn, nhưng lại cực kỳ tà ác, có thể coi như là vật âm độc. Đồng vô mệnh nói, hắn đã phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới có thể luyện chế thành công cái phệ hồn ác anh này. Vất vả trong đó chỉ có mình hắn là biết rõ. Quản hắn là vật âm độc gì, uy lực mạnh là đủ rồi lục thiếu du mỉm cười nói hắn cũng cảm thấy cao hứng thay cho đông vô mệnh vì đã luyện chế được cái phệ hồn ác anh cường hãn cỡ này kk cái phệ hồn ác anh này còn có một tác dụng quan trọng nhất chính là nó là khắc tinh của tất cả hồn anh nếu như có hồn anh của kẻ nào muốn đào thoát chỉ cần phệ hồn ác anh ra tay thì trừ phi phải có thực lực rất mạnh bằng không nếu muốn chạy trốn thì là không thể nào lục tâm đồng nói còn có tác dụng nãy nữa sao lục thiếu du cảm thấy vô cùng kinh ngạc hồn anh đào thoát Tính ra thì thực lực sẽ yếu hơn nhiều so với lúc có thân thể, nhưng lại cực kỳ quỷ dị phiêu hốt, cho nên mới nói, hồn anh mà chạy thì trừ phi là có thực lực đủ để khống chế tuyệt đối, bằng không sẽ rất khó bắt lấy, không ngờ cái phệ hồn ác anh này còn có tác dụng ấy nữa. Phệ hồn ác anh có uy lực cực lớn, bất quá luyện chế nó vô cùng khó khăn, đầu tiên là phải dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, cuối cùng là lấy linh hồn của bản thân cho nó thôn phệ, khiến cho không ai có thể thừa nhận nổi, người người luyện chế phệ hồn ác anh có được một người thành công đã là không dễ dàng gì rồi. Lục Tâm Đồng nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, xem ra đồng vô mệnh, luyện chế thành con vệ hồn ác anh này cũng đã chịu không ít khổ cực rồi. Sau đó mọi người trở về lại bên trong đỉnh viện, trong đỉnh viện, nhìn thấy ba cô nàng bạch toa toa, Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ, mắt của Lục Thiếu Du lập tức sáng lên, sau đó lấy ra ba cái hộp gấm đưa cho ba cô nàng, nói, đây là quà ta cố ý chuẩn bị cho ba người các ngươi, đều là đồ tốt cả. Trưởng môn, đây là cái gì? Ba cô nàng Phương Tân Kỳ nhận lấy hộp gấm, lễ vật trưởng môn cố ý chuẩn bị, chắc chắn không phải vật tầm thường, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Cứ mở ra xem thì biết. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đối với ba cô gái này, hắn cũng đã xem như người nhà của mình. Để ta xem. Bạch Toa Toa là người đầu tiên mở hộp gấm ra xem, lập tức một quả đan dược thơm ngát liền xuất hiện ngay trước mắt, mùi hương thơm ngát khiến người ta nhịn không được mà ngửi thêm một cái, sau đó hai người Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ cũng mở hộp gấm ra bên trong đó đều có một viên đan dược giống hệt nhau. Chú nhan đan. Vừa nhìn thấy đan dược này, quỷ tiên tử bạch quánh liền kinh ngạc, nói, thiếu du, ngươi lấy đâu ra những ba viên chú nhan đan vậy? Quánh tỷ, chú nhan đan này thực tế ở linh thiên môn có không ít đâu, ta cầm một ít từ chỗ linh nhi. Lục thiếu du mỉm cười nói. Quỷ tiên tử sững sờ, sau đó có chút giờ khóc giờ cười, nói với ba người bạch toa toa, ba người các ngươi đều uống đi, đây là thứ tốt đó, sau khi các ngươi uống đi, đều là người tu luyện cả, nó có thể bảo trì bộ dạng hiện tại mãi mãi, sẽ không già đi. Sư phụ, có phải như vậy thì sẽ giống như người, bộ dạng vĩnh viễn đều không thay đổi không? Bạch toa toa hỏi quỷ tiên tử. Không sai, lúc ta còn trẻ đã từng dùng một viên chú nhan đan, đây chính là bảo vật đó, nếu mang đi đấu giá thì phòng trừng phải lên tới ức kim tệ, có khi còn hơn nữa, trong mắt của một vài kẻ, giá trị của nó sẽ không thấp hơn một bộ vũ kỹ huyền cấp đâu. Bạch Quánh nói. Đa tạ trưởng môn. Ba cô gái nghe thấy Bạch Quánh nói vậy thì lập tức hành lễ với Lục Thiếu Du, thực lực mạnh mẽ, giữ gìn thanh xuân. Đây chính là giấc mộng của tất cả nữ nhân, lúc này mình cũng có thể đạt được. Trong lòng kích động miễn bản, chú nhan đan này đối với các nàng mà nói, so với một bộ vũ kỹ huyền cấp thì còn đáng giá hơn rất nhiều. Chương 1043, mọi người thương nghị hai. Lục Thiếu Du chỉ cười không nói, xem ra nữ nhân đều giống nhau, cực kỳ coi trọng thanh xuân và dung mạo của mình. Tham kiến trưởng môn. Bên trong một căn phòng khác trong tiểu viện, Bạch Linh, Tiểu Long và Thiên Độc Yêu Long đều đi chơi cả rồi, chỉ còn lại mỗi mình Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử là ở lại mà thôi. Lại thêm động tĩnh do Đông Vô Mệnh gây ra ban nãy khiến cho đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc kéo tới đình viện ở hậu sơn. Lục Thiếu Du nói hết thảy những tin tức hắn đã tìm hiểu và biết được ở thành Thiên Tinh, cho Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn lão nhân Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lương Ngân Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu nghe qua một lượt, cùng với một màn cuối cùng khi giết chết đám người Tùng Bách Đào, kia cũng tự thuật kỹ hơn một chút. Đối với chuyện trong thành thiên tinh, tuy rằng quỷ tiên tử và đông vô mệnh đã biết rồi, nhưng đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lương Ngân Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu thì không biết, cho nên cả đám lập tức cứng họng, nếu như là bọn họ, cũng không dám ra tay chẳng chút kiêng nể gì, ở ngay dưới mí mắt của người ta như vậy. Lần này ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, Lần trước diệt Thương Sơn môn, tất cả các thế lực đều đã có đề phòng, đều âm thầm có động tác hết cả, ngay cả Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông và Lan Lăng sơn trang cũng đều phái thám tử tới Phi Linh môn, phòng chừng một màn ngươi gây ra ở Thiên Tinh tông, hiện tại đều bị bọn họ biết hết cả rồi, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là dấu hiệu Phi Linh môn sẽ ra tay với Thiên Quỷ tông, chỉ sợ là hiện tại Thiên Quỷ tông đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không động thủ với bọn họ thì họ cũng sẽ ra tay với chúng ta, bằng không, lấy những gì ngươi đã gây ra ở thành Thiên Tinh bọn họ mà còn không động thủ thì sẽ không còn mặt mũi gặp ai. Đồng vô mệnh nói, dù sao thì thực lực của phi linh môn ta cũng đã bại lộ, các đại thế lực cũng đã phòng bị cả rồi, còn không bằng nhân dịp tất cả các thế lực đó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta một lần quật khởi. Ánh mắt của lục thiếu du lóe lên rồi nói, nếu như là trước kia, phi linh môn muốn quật khởi còn chút cố kỵ thì bây giờ, có linh thiên môn chế trụ nhất tông nhất giáo nhất trang, cố kỵ của phi linh môn đã ít hơn rất nhiều thiếu du, có linh thiên môn chế trụ nhất tông nhất giáo nhất trang, phi linh môn sẽ ít cố kỵ hơn nhiều, nhưng người đã từng nghĩ tới, mặc dù lúc diệt thương sơn môn chúng ta đã có cơ rõ ràng, nhưng việc này vẫn khiến cho tất cả thế lực ở cổ vực này đề phòng. Nếu như lần này lại diệt thiên tinh tông nữa thì ta sợ tới lúc đó phi linh môn của chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của các thế lực nhất lưu ở cổ vực mất, tới khi đó tình hình sẽ không lạc quan mấy đâu. Quỷ tiên tử Bạch Quánh nói, lời quỷ tiên tử nói, Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ, trong cổ vực có không ít thế lực nhất lưu, Đào Hoa Yến lần trước có Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông chẳng hạn, đều là thế lực nhất lưu. Nếu như Phi Linh Môn cường hãn quật khởi thì khó mà chắc chắn rằng những thế lực này sẽ không đứng lên liên hợp với nhau chống lại Phi Linh Môn, tới lúc đó chắc chắn là rất phiền phức, thực lực của Phi Linh Môn có mạnh hơn đi nữa, nhưng nếu các thế lực nhất lưu liên thủ lại thì tuyệt đối có thể khiến cho Phi Linh Môn không cách nào ứng đối nổi chuyện này để tới lúc đó lại bàn nhưng thiên quỷ tông và thiên tinh tông hôm nay nhất định phải diệt mới được giữ lại sẽ chỉ là tai họa thôi đặc biệt là thiên tinh tông ta đã từng hứa với đông lão và ánh tỷ khi phi linh môn có đủ thực lực thì sẽ tiêu diệt thiên tinh tông hiện tại đã tới lúc thực hiện rồi lục thiếu du nói trưởng môn nói không sai dù sao thì cũng đã động tới thiên tinh tông rồi bọn họ cũng sẽ đối phó với phi linh môn chúng ta mà thôi lấy thực lực của phi linh môn chúng ta hiện tại muốn tiêu diệt thiên tinh tông cũng không phải chuyện khó, tới lúc đó tiêu diệt xong thiên tinh tông, địa bàn của phi linh môn chúng ta sẽ tăng thêm không ít. Thanh hỏa lão quỷ nói với giọng điệu quỷ thanh quỷ khí. Người quyết định đi. Quỷ tiên tử bạch quánh nhìn lục thiếu du nói, rất có thể thiên tinh tông và thiên quỷ tông sẽ liên thủ với nhau, phi linh môn phải đối phó với cả hai cỗ thế lực nhất lưu như vậy cùng một lúc, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có lẽ phi linh môn của chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy. Ánh mắt của lục thiếu du lóe lên, nếu xét kỹ thực lực của cả thiên quỷ tông và thiên tinh tông thì quả thực nếu muốn tiêu diệt chúng thì sẽ phải trả một cái giá khá đắt lần trước khi tiêu diệt thương sơn môn bởi vì lâm trung kiến của thương sơn môn đã sớm bị giết chết đồng thời còn có linh thiên môn tương trợ cho nên mới giúp cho phi linh môn không bị thương vong bao nhiêu những người có tu vi vũ xuất cơ hồ không mất một ai còn lần này mình muốn tiêu diệt thiên tinh tông thì lại không giống như vậy nữa hồ hưng hải của thiên tinh tông là vũ vương tứ trọng còn có một vị vũ vương nhất trọng, cường giả vũ xuất trong môn cũng không ít, mặc dù phi linh môn có thể đối phó được, nhưng nếu cậy mạnh đối cứng thì quả thật là sẽ tổn hại không ít, nếu như lại có thêm thiên quỷ tông tham gia liên thủ thì sợ là phải trọi cứng, ai thắng ai thua còn khó mà nói trước được, cường giả trong thiên quỷ tông cũng không phải ít, thực lực của Tùng Thanh Sơn cũng là vũ vương tam trọng, tuyệt đối không thể xem thường được. Ta sẽ giảm tải thương vong của phi linh môn đến mức thấp nhất, hai tông của bọn họ liên thủ, sợ là cũng không dễ dàng gì muốn tiêu diệt thì phải dùng thế nhanh như lôi đình để làm. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Chẳng lẽ, ngươi muốn mời Vân Dương Tông ra tay lần nữa? Đông Vô Mệnh nhướng mày hỏi. Cho dù có mời Vân Dương Tông ra tay đi nữa thì sợ là cũng không tới kịp. Phòng trừng thiên quỷ tông và thiên tinh tông cũng không cho chúng ta bao nhiêu thời gian, lúc này ta cũng đã có tính toán, nhưng vẫn phải thông báo cho Vân Dương Tông biết, nếu như toàn bộ thế lực nhất lưu ở cổ vực liên thủ để chống lại phi linh môn, chúng ta thì phi linh môn chúng ta cũng chỉ còn cách liên thủ với vân dương tông mà thôi lục thiếu du nói mày giãn ra xem ra lần này chút thực lực vẫn luôn giấu kín kia cũng nên cho ra ngoài ánh sáng một chút lần này một khi phi linh môn bộc lộ hết toàn bộ thực lực tiêu diệt cả thiên tinh tông và thiên quỷ tông xong tới lúc đó tất cả các thế lực nhất lưu phòng chừng ai nấy cũng cảm thấy bất an không biết chừng có khi sẽ liên thủ lại với nhau nữa ấy chứ người có tự tin nắm chắc là được rồi dù sao thì ngươi làm việc ta cũng yên tâm Đông vô mệnh không nói thêm gì nữa. Chương 1044, sở hữu khải giáp. Thiếu du, nếu như ngươi liên thủ với Vân Dương Tông thì sợ là sẽ có chút phiền phức. Quỷ tiên tử mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Cái này, Lục Thiếu Du mỉm cười, điều quỷ tiên tử muốn nói Lục Thiếu Du sao có thể không hiểu cơ chứ. Mình và Lữ Tiểu Linh đính hôn, lại là con gái của Lữ Chính Cường. Nhưng lại chưa nói cho Vân Tiếu Thiên biết, cái này thì đã không được ổn rồi. Mà nghe đâu Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường lại có chút ân oán, việc mình đã đính hôn với Lữ Tiểu Linh, sợ là đã sớm bị Vân Dương Tông biết được rồi. Chuyện này, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, tới lúc đó rồi tính." Lục Thiếu Du nói, tiếng vừa dứt, tâm thần lập tức động, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức ùa ra. Bạch quang vừa thu lại, một kiện khôi giáp màu trắng đã xếp gọn nằm chỉnh tề trong tay Lục Thiếu Du, độc một màu trắng, trắng đến mức non có vẻ như trong suốt, nhìn qua có chút hư ảo bên trên có lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn một cỗ khí thức mênh mông cũng lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run lên chỉ là một kiện khôi giáp nằm yên thôi liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người đây là hồn linh khải giáp địa cấp sao ánh mắt của đông vô mệnh khẽ giật kinh ngạc nhìn về phía bộ khôi giáp trong tay của lục thiếu du theo như tin tức của ám đường hắn cũng đã sớm biết tin lục thiếu du chiếm được một kiện bảo vật là cái hồn linh khải giáp địa cấp này không sai đây chính là kiện hồn linh khải giáp địa cấp mà ta lấy được từ trên người tên Tùng Bách Đào ở Thiên Tinh Tông, kiện hồn linh khải giáp này hiện tại đã là vật vô chủ, giao cho muội chịu không? Lục Thiếu Du quay đầu nhìn về phía Lục Tâm Đồng hỏi. Cho muội. Lục Tâm Đồng vô cùng kinh ngạc, nàng biết rõ ca ca cũng là linh giả, cho nên cũng có thể sử dụng được kiện hồn linh khải giáp này. Không sai, cho muội. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, kiện hồn linh khải giáp này là địa cấp, Lục Thiếu Du vẫn luôn nghĩ xem nên xử lý thế nào, bản thân mình đương nhiên cũng có thể dùng được, nhưng ở mặt phòng ngự thì mình đã có thanh linh khải giáp, uy lực của thanh linh khải giáp vốn cũng không kém, mà quan trọng nhất là, thanh linh khải giáp tổng cộng có thể biến hóa ra ba loại hình thái, mình hiện tại vẫn một mực thi triển loại hình thái thứ nhất, vũ khí này ngay cả nam thúc cũng không rõ lai lịch, phòng ngự cũng rất mạnh, trước mắt xem ra, kiện hồn linh khải giáp này hẳn là mạnh hơn thanh linh khải giáp của mình không ít, nhưng sau này thanh linh khải giáp còn có thể thúc dục ra hình thái thứ hai và thứ ba, uy lực nói không chừng sẽ tăng mạnh thêm lần nữa. Huống hồ gì hiện tại mình cũng không định sẽ để lộ linh lực, công dụng của bộ hồn linh khải giáp này đối với mình lại càng nhỏ hơn, Lục Thiếu Du nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định kiện hồn linh khải giáp này cứ giao cho Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhận lấy kiện hồn linh khải giáp trong tay của Lục Thiếu Du, sắc mặt có chút biến hóa, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn qua kiện hồn linh khải giáp trong tay với vẻ do dự không thôi, sau đó liền mở to mắt nhìn Lục Thiếu Du, nói: "Ca ca, muội có xích kim độc chu hộ thân." Kiện hồn linh khải giáp này đương nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt với muội, nhưng với thực lực của muội hiện tại thì cũng không thể nào thúc dục ra được hết uy lực của nó, muội thấy nên giao hồn linh khải giáp cho sư phụ, sư phụ rất thích hợp sử dụng kiện hồn linh khải giáp. Địa cấp này, uy lực xuất ra cũng sẽ mạnh hơn muội nhiều. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười, nói, đương nhiên là được rồi. Theo như suy nghĩ trong lòng của Lục Thiếu Du, thì vốn là nghĩ tới muốn đưa cho hai người là Lục Tâm Đồng và Đông Vô Mệnh đẳng cấp của kiện hồn linh khải giáp địa cấp này, với thực lực của lục tâm đồng, thì quả thật là không cách nào thúc giục ra được toàn bộ uy lực, nếu như để cho đông vô mệnh sử dụng kiện hồn linh khải giáp, địa cấp này là thích hợp nhất, uy lực xuất ra sẽ mạnh hơn nếu để cho lục tâm đồng dùng nhiều, chính là sau khi cân nhắc một hồi, lục thiếu du nhất thời cũng không thể nào quyết định được, cuối cùng mới quyết định giao kiện hồn linh khải giáp địa cấp này cho lục tâm đồng, trong này cũng có chút thiên vị của riêng lục thiếu du đương nhiên trong lòng lục thiếu du đông vô mệnh tuyệt đối cũng không phải người ngoài mà đã là người thân của hắn rồi chỉ là đối với lục tâm đồng thì cảm giác vẫn thân thiết hơn một chút giống như mấy huynh đệ vậy tuy rằng đều là huynh đệ ruột thịt nhưng cũng có chút thân sơ sư phụ vậy kiện hồn linh khải giáp này giao cho người lục tâm đồng giao kiện hồn linh khải giáp trong tay cho đông vô mệnh đang rất đỗi kinh ngạc đứng một bên đông vô mệnh nhìn đứa đồ đệ bảo bối của mình nói tâm đồng thứ này con cứ cầm lấy đi con có lòng như vậy sư phụ đã cảm thấy vui lắm rồi. Đông vô mệnh qua cơn kinh ngạc, nhìn lục tâm đồng, trong ánh mắt chỉ toàn ý cười vui mừng. Sư phụ, con đã có xích kim độc chu hộ thân rồi, người dung hợp hồn linh khải giáp rồi, uy lực khi sử dụng sẽ lớn hơn so với con rất nhiều, người mà không nhận thì con sẽ tức giận đó. Lục tâm đồng chu cái miệng nhỏ lên nói, đồng lão, người cứ cầm lấy đi, người thích hợp để dung hợp với bộ hồn linh khải giáp này nhất. Lục thiếu du nói, được rồi, ta nhận. Đông vô mệnh nhìn qua đồ đệ của mình, ánh mắt cũng run run, sau đó nhận lấy kiện hồn linh khải giáp trong tay Lục Tâm Đồng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại như đang dậy sóng, một kiện hồn linh khải giáp địa cấp, giá trị lớn tới cỡ này, không phải dùng kim tệ là có thể hình dung được. Lúc này, cả năm người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Lưu Tinh Hà, Hoa Mãn Lâu, nhìn thấy Đông Vô Mệnh nhận được một kiện hồn linh khải giáp, địa cấp thì trong lòng cũng cảm thấy hâm mộ không thôi, hồn linh khải giáp địa cấp, đây cũng không phải bảo vật tầm thường đâu, linh khí tu vi địa cấp bình thường chỉ có một số ít người như linh tôn và vũ tôn mới có được đông lão người cũng mau dùng hợp kiện hồn linh khải giáp này đi có kiện hồn linh khải giáp này rồi thực lực của ngươi sau này nhất định có thể mạnh hơn không ít lục thiếu du mỉm cười nói lấy thực lực tu vi linh vương nhất trọng của đông vô mệnh hiện tại cộng thêm kiện hồn linh khải giáp này phối hợp với độc công khó chọc cùng với phệ hồn ác anh quỷ dị kia tuyệt đối có thể coi là cường hãn chúc mừng đông cung phụng nhận được bảo vật như thế Đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Ngô Dũng lập tức nói với vẻ hâm mộ, bọn họ ngay cả linh khí hoàng cấp cũng không có, mà Đông Vô Mệnh lúc này đã có được hồn linh khải giáp địa cấp rồi. Đồng thời, năm người này cũng có chút chờ mong, Đông Vô Mệnh chính là đi theo bên cạnh trưởng môn, đợi sau này, mình nhất định cũng sẽ có cơ hội nhận được bảo vật cỡ này. Chương 1045, Nam Thúc Triệu Kiến 1. Ha <laughs> ha. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh run lên, vui mừng nhìn vào kiện hồn linh khải giáp trong tay, nói, có kiện hồn linh khải giáp này những kẻ có tu vi đồng cấp, bản vương đã có thể không cần bận tâm, cho dù là vũ vương tam trọng, bản vương cũng có thể chống lại một phen. Lục thiếu du mỉm cười, những lời đông vô mệnh nói tuyệt đối không phải kệ mạnh, đông vô mệnh hiện tại mặc dù chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng độc công của đông vô mệnh cũng đủ để đối phó với vũ vương nhất trọng đỉnh phong, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể chống lại vũ vương nhị trọng, lúc này còn có phệ hồn ác anh tương trợ, thực lực vốn đủ để chống lại vũ vương nhị trọng, chỉ là phòng ngự linh giả của bản thể lại yếu hơn lúc trước Tùng Bách Đào đã sớm thi triển kiện hồn linh khải giáp này rồi, thực lực tu vi linh xuất tam trọng, đã có thể chống lại một kích liệt không cửu kích, do mình dùng huyết lục toàn lực thôi động, mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng một kích liệt không cửu kích toàn lực do mình thôi động ra, sợ là có thể so với thực lực tu vi vũ xuất bát trọng, nếu như tính ra thì tu vi của hồn linh khải giáp, địa cấp do tên Tùng Bách Đào, kia thi triển ra đủ để chống lại vũ xuất thất trọng không lo sợ. Nếu như vậy mà tính thì lục thiếu du phòng trừng, Đông vô mệnh sau khi có kiện hồn linh khải giáp này, có thể chống lại được vũ xuất tam trọng phòng chừng là ý chỉ phòng thủ, còn về phần thực lực rốt cuộc chống lại được cỡ nào, thì chỉ có đợi sau khi đông vô mệnh, dung hợp kiện hồn linh khải giáp này thì mới biết, dù sao thì giữa linh xuất và linh vương tu vi cũng cách nhau một khoảng rất lớn. Tùng Bách Đào sau khi thi triển hồn linh khải giáp, thì có thể chống lại vũ xuất thất trọng, nhưng đến tu vi linh vương thì linh vương tam trọng thúc dục kiện hồn linh khải giáp này, chưa chắc đã có thể chống lại vũ vương thất trọng hết thảy còn phải đợi thử qua thì mới biết được vào đêm hai đạo thân ảnh tựa như quỷ mị nhảy ra khỏi phi linh môn nháy mắt đã biến mất ở giữa không trung sau nửa canh giờ bên trong sơn mạch phi linh ngay phía trên một cái hồ nước thật lớn hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng mắt nhìn hồ nước một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra suy suy mấy chục đạo đạo thân ảnh hình thú lập tức nhảy ra từ bên trong cái hồ rộng đó mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng chốc nổi lên chấn động dữ dội hơn 10 đạo thân ảnh hình thú lập tức lăng không mà đứng, một cỗ khí tức hung hãn lập tức tràn ngập ra, khí tức bao phủ khắp không trung, đám yêu thú ở chung quanh dãy núi cũng lập tức kinh hoàng bỏ chạy thục mạng. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Tổng cộng có hơn 60 đầu yêu thú lục giai thu nhỏ thân hình lăng không đứng, giữa không trung, khí tức của năm con yêu thú đứng đầu là cường hãn nhất, chính là Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết Sỉ yêu ngạc, xà Cảnh Bạch xa cự đầu yêu giao năm con này vốn chính là yêu vương bên trong vụ tinh hải nhìn qua đám yêu thú này lục thiếu du đảo mắt qua cảm giác khí tức khoảng thời gian này có vài con yêu thú lục giai sơ kỳ đã đột phá tới lục giai trung kỳ còn có ba con yêu thú lục giai trung kỳ cũng đã đột phá tới lục giai hậu kỳ riêng khí tức trên người năm con yêu vương thì vô hình cũng ngưng thực không ít đã sớm luyện hóa xong vũ linh thánh quả từ trong khí tức này không khó để cảm giác ra sợ là muốn đột phá thất giai cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi hết thảy những thứ. Này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nếu như năm con yêu vương này có thể thuận lợi đột phá, thì mình sẽ có thêm năm cường giả dạ yêu thú thất giai, cùng với hơn 60 con yêu thú lục giai kia, cỗ lực lượng này chính là lá bài tẩy của Phi Linh môn. Chỉ là tuy năm con yêu vương này đều đã ăn Vũ Linh Thánh quả rồi, nhưng về phần có thể đột phá được hay không thì phải chờ xem vận khí. Nhìn vào đám yêu thú này, Lục Thiếu Du giao cho năm con yêu thú vốn là yêu vương là Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết sỉ yêu ngạc, xa cảnh bạch xa, cự đầu yêu giao không ít yêu linh đan, bảo chúng dốc lòng tu luyện. Sau khi dặn dò xong hết một phen, lục thiếu du và thiên độc yêu long lại quay về, bên dưới bầu trời, hai đạo thân ảnh quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Hôm sau, phương đông sáng hửng, trên mặt đất khắp nơi tràn ngập một màn sương trắng mờ đục, gió sớm thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Hô, lục thiếu du ngừng tu luyện, thở hắt ra một ngụm chọc khí thật dài từ tận sâu trong đan điền khí hải, tu luyện cả đêm, tiến bộ mặc dù không đáng kể, nhưng làm cho tu vi của hắn củng cố không ít. Hai mắt mở ra, trong mắt có quang mang lóe lên, sau đó thu liễm vào, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn qua vô cùng thâm thúy. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du liền đứng dậy rời khỏi đình viện. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du gọi mấy người quỷ ảnh La Sát, Diệp Phi và Diệp Mỹ, còn có Hoa Mãn Ngọc của Ám Đường tới, cả ba cô gái đều không có điểm nào mà nữ nhân bình thường có thể so sánh được, cơ hồ đều có đặc sắc riêng của mình, khiến cho lục thiếu du đưa mắt nhìn kỹ cũng phải cảm thấy hơi sững sờ trong lúc bất chi bất giác phi linh môn của mình cũng có thể coi là mỹ nữ như mây rồi đặc biệt là ba cô gái này không chỉ có mỗi mỹ mạo không thôi người có thể so sánh hoặc vượt qua ba cô gái này thật đúng là chẳng có mấy trưởng môn gần đây thanh danh của ngươi ngày càng lan xa xin chúc mừng trong số ba cô gái diệp mỹ coi như là người ở bên cạnh lục thiếu du lâu nhất cho nên trong cung kính cũng mang theo một chút tùy ý cả ba cô gái cũng đều biết vị trưởng môn này đối với người của mình thì không chấp nhất câu nệ gì các ngươi cũng muốn trêu chọc ta sao lục thiếu du chừng ba cô gái một cái ba cô gái này ai cũng có nét đặc sắc riêng của mình diệp phi thì tính tình nhanh nhẹn còn diệp mỹ thì văn tĩnh tao nhã hoa mãn ngọc thì thập phần giã tính không có điểm nào là không phải thượng thừa cả lục thiếu du nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy giật mình đương nhiên đây chỉ là phản ứng nho nhỏ mà thôi phản ứng của thị giác khi nam nhân nhìn nữ nhân mà thôi mang cho các ngươi chút lễ vật Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức móc ba viên chú nhan đan ra giao cho cả ba người. Chú nhan đan này vốn Lục Thiếu Du chỉ có một viên, về sau lại lấy được tám viên ở chỗ Lữ Tiểu Linh. Lần này cho ba cô gái này mỗi người một viên, trên người Lục Thiếu Du chỉ còn ba viên. Đây là... Ba cô gái nhìn viên đan dược trong hộp gấm trên tay với vẻ hơi nghi hoặc. Chú nhan đan của Linh Thiên Môn, nếu không thích thì trả lại cho ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chương 1046, Nam Thúc Triệu Kiến, 2 chú nhan đan ba cô gái vừa nghe được đây là chú nhan đan thì sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ sau đó liền vội vàng thu vào trong tay sao có thể không cần được diệp phi mỉm cười nói trưởng môn chú nhan đan này là bảo vật rất tốt chúng ta sao có thể không cần được đa tạ trưởng môn hoa mãn ngọc và diệp mỹ lập tức mỉm cười ai cũng có vẻ vui mừng tốt lắm bàn chính sự thôi sau khi lục thiếu du mỉm cười xong liền nghiêm mặt nói từ giờ trở đi ám đường tùy thời đều phải chú ý nhất cử nhất động của hai sơn môn là thiên tinh tông và thiên quỷ tông tùy thời phải báo cáo cho ta trưởng môn ám đường đã sớm bố trí nghiêm mật người theo dõi động tĩnh của thiên quỷ tông và thiên tinh tông rồi hiện tại mỗi ngày đều có tin tức truyền về chỉ là thời gian đưa tin rất lâu tin tức muốn về tới phi linh môn cũng phải mất mười mấy ngày quỷ ảnh la sát trả lời ánh mắt của lục thiếu du lóe lên tin tức truyền về quả thật là có hơi chậm đường xá xa, xa xôi Tin tức phải tốn thời gian rất lâu mới về tới Phi Linh môn được, chuyện này cũng đành chịu không còn cách nào khác. Hoa Đường chủ, ngoại đường kể từ bây giờ trở đi, phải tăng tốc chiêu nhận đệ tử mới, nhưng đồng thời cũng phải kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi, những người có thiên phú thật sự tốt thì cứ giao riêng cho chấp sự hoặc hộ pháp trưởng lão, người nào đặc biệt ưu tú thì sẽ có an bài riêng, đến lúc đó có thể tìm mấy vị cung phụng sắp xếp." Lục Thiếu Du nói. "Vâng, thưa trưởng môn." Hoa Mãn Ngọc đáp. Ngoài ra thông báo cho linh đường, nhận thêm nhiều linh giả nữa, cũng phải toàn lực luyện chế yêu linh đan, đặc biệt là yêu linh đan cao phẩm." Lục Thiếu Du nói thêm. Sau khi Lục Thiếu Du dặn dò ba cô gái xong xuôi thì ba cô gái cũng rời đi, Lục Thiếu Du cũng lập tức đi ra khỏi đại điện. Rượu này uống cũng không được ngon lắm. Quảng trường phía trên đại điện, lão giả tóc xanh ôm một cái bầu rượu thật lớn, vừa uống vừa lầu bầu, không dễ uống bằng rượu của Tâm Đồng, không có mùi vị gì hết, chẳng lẽ bị pha với nước à? Lục Thiếu Du khẽ cười khổ, người này đúng là biết chọn rượu uống thật, rượu ở trong Phi Linh môn đều là mua ở bên ngoài, sao có thể sánh được với Đào Hoa tửu đã ủ hơn 20 năm của Linh Thiên môn, được cơ chứ. Đối với người này, Lục Thiếu Du mặc dù cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không cách nào thăm dò ra lai lịch và thân phận của người này được, thậm chí còn không phát hiện được điều gì khác thường, hai người Đông vô mệnh và Quỷ tiên tử cũng đã thử thăm dò rồi, đối với thân phận của người này cũng không được rõ ràng cho lắm, cũng chẳng có ấn tượng gì hết dù sao thì hiện tại lão già này cũng vẫn vô hại chỉ là thích uống rượu quá mức mà thôi thi thoảng sẽ tới tìm lục tâm đồng và tiểu long chơi một lát giống như một lão ngoan đồng vậy lục thiếu du cũng chẳng bận tâm đến an bài một vài đệ tử phi linh môn chiếu cố người này là được muốn uống rượu thì tùy hắn muốn gì cứ uống những yêu cầu không quá đáng thì cũng có thể đáp ứng cho nên trước mắt lão già này sống ở phi linh môn có thể nói là vô cùng sung sướng có ăn có uống còn có người quan tâm chiếu cố nữa tiểu tử tới đây nói chuyện một chút Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Lục Thiếu Du, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh âm này chính là của Nam Thúc, kể từ sau khi tới Phi Linh Môn. Tới nay cũng đã hơn một năm rồi, ngoại trừ vài lần Lục Tiểu Bạch tới đưa dược liệu xong tới giờ, Nam Thúc vẫn một mực chưa xuất quan, đây cũng là lần đầu tiên tìm mình. Suy, Lục Thiếu Du cơ hồ là chạy như bay vào bên trong đại điện, tiến vào bên trong mật thất mà đệ tử bình thường không thể nào biết được thậm chí ngay cả đám người lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ cũng không biết. Nam Thúc, con nhớ người muốn chết. Mật thất vừa mở ra, lục thiếu du còn chưa nhìn thấy thân ảnh của Nam Thúc thì đã lập tức nói. Tiểu tử ngươi còn có thể bớt buồn nôn đi chút được hay không? Thanh âm của Nam Thúc lập tức truyền tới, thân ảnh của Nam Thúc cũng xuất hiện trước mặt lục thiếu du, bộ dạng không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là bộ dạng đã không còn trông như giả yếu bệnh tật nữa, ánh mắt trong suốt, trong vô hình, lục thiếu du có thể cảm nhận được khí, Tức trên người của Nam Thúc lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Lục Gia. Không hề buồn nôn nha, tiểu tử thật sự nhớ người muốn chết đi được. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, sau đó liền không biết xấu hổ mà trực tiếp nhào lên người Nam Thúc ôm cứng lấy, nói: "Nam Thúc, người khôi phục thế nào rồi? Thôi đi, nhờ hồng phúc của ngươi, trong một năm này không ngờ lại không mang tới thêm phiền toái cho ta, miễn cưỡng cũng khôi phục được rồi." Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, ánh mắt lập tức lại dừng lại trên người Lục Thiếu Du tỉ mỉ đánh giá có thoáng chút kinh ngạc lập tức nói vũ xuất tứ trọng đúng là đột phá không chậm khí tức cũng rất ổn định xem như không tệ loại tốc độ này cũng có thể so sánh với đám trẻ tuổi trong mấy gia tộc ẩn thế kia rồi nam thúc vậy bây giờ người đã khôi phục tới cỡ nào rồi chuyện lục thiếu du quan tâm nhất bây giờ chính là nam thúc đã khôi phục tới tu vi nào rồi nên lập tức hỏi có thể khôi phục được tới đâu kia chứ mấy chục năm rồi mới khôi phục được một chút như vậy trong một năm này mặc dù đã tĩnh tâm khôi phục nhưng so với lúc trước thì cũng chẳng đáng nhắc tới phỏng chừng chỉ cần không có linh tôn và vũ tôn tới thì sẽ không thành vấn đề nam thúc thở dài trả lời nhớ tới thực lực lúc trước lại nghĩ tới thực lực hiện tại đúng là khác biệt một trời một vực mà ánh mắt của lục thiếu du xoay chuyển chỉ cần không gặp phải vũ tôn và linh tôn thì sẽ không thành vấn đề thực lực nam thúc hiện tại đã khôi phục tương đương với linh vương cửu trọng trong lòng cảm thấy mừng rỡ linh vương cửu trọng cách linh tôn thì tuyệt đối là tu vi siêu cấp cường giả Thực lực cỡ này, Lục Thiếu Du cũng nhịn không được mà toét miệng cười, có thực lực của Nam Thúc ở Phi Linh môn hiện tại thì mình cũng yên lòng, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa thì Nam Thúc sẽ tiếp tục khôi phục, thực lực nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa. Nam Thúc phải bao lâu thì người mới có thể khôi phục hoàn toàn được? Lục Thiếu Du lại hỏi lần nữa, hy vọng Nam Thúc có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, tới lúc đó Phi Linh môn sẽ có một vị siêu cấp cường giả vô cùng trâu bò, Phi Linh môn sẽ an toàn hơn rất nhiều, quan trọng nhất là trong lòng lục thiếu du vẫn hy vọng nam thúc có thể sớm ngày khôi phục. Muốn khôi phục hoàn toàn không dễ như vậy đâu, vẫn còn lâu lắm. mươi 1047, các hạ là ai? Một, nam thúc khẽ thở dài. Lập tức nói, ta cảm giác được gần đây phi linh môn, của ngươi hình như đã có vũ vương và linh vương đột phá. Bên ngoài gần đây có tin tức gì không, kể cho ta nghe. Lục thiếu du liền kể mấy chuyện khá lớn vừa xảy ra trong đoạn thời gian này. Cho Nam Thúc nghe, kể cả vụ tinh hải mở ra, còn có chuyện bị linh vũ giới đánh lén một lần thì càng kể rõ qua một lần không hề giấu giếm ngay cả mấy chuyện trọng yếu như vô tự thiên thư và vũ linh thánh quả cũng không hề giấu giếm đối với nam thúc lục thiếu du tuyệt đối tin tưởng nghe xong những gì lục thiếu du kể lại ánh mắt của nam thúc cũng run lên mấy lần sau đó lập tức giãn mày ra nói không ngờ vận khí của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ vùng đất kỳ dị mà ngươi đi vào lúc ở trong vụ tinh hải kia chính là đại điện vụ tinh tìm được một quyển vô tự thiên thư đúng là có chút bất ngờ việc này ngươi nhất định không thể nói với bất kỳ kẻ nào nếu không để người ta biết được trên người của ngươi hiện tại có hai bản vô tự thiên thư thì toàn bộ đại lục đều sẽ vì ngươi mà gió thổi mây phun cho dù là linh tôn vũ tôn cũng sẽ không chút do dự mà giết ngươi để cướp cho bằng được vô tự thiên thư con biết rồi việc này vẫn chưa có bất kỳ người nào biết lục thiếu du hít vào một hơi nếu như linh tôn và vũ tôn lại tự mình ra tay thì cái mạng nhỏ của mình phòng chừng sẽ chẳng có cơ hội cứu được những gì ngươi gặp phải trong đại điện vũ tinh đúng là có chút kỳ quái nam thúc đánh giá lục thiếu du sắc mặt có chút nghiêm trọng lập tức nói còn có linh hồn thể theo như lời ngươi kể nữa ta cũng không thể tìm thấy bất kỳ khí tức gì trên người ngươi ngươi tới đây để ta xem lục thiếu du nghe vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh nam thúc thủ ấn kết xuất một cỗ ba động rất nhỏ liền hiện lên trong tay của nam thúc lập có một cỗ quang quyển vô hình lập tức bao phủ lên người lục thiếu du kỳ quái nam thúc nhướng mày Thủ ấn tiếp tục biến đổi, quang mang bên trên quang quyển lập tức hơi sáng lên, một cỗ khí tức bằng bạc lan tràn ra, sau đó liền biến mất theo cỗ quang mang kia không thấy đâu. Ta cũng không thể tìm ra. Nam Thúc khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng Lục Thiếu Du một cái. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng có chút ngưng trọng, nói cho Nam Thúc biết trên người của mình có một cái linh hồn thể, Lục Thiếu Du cũng không quá yên tâm khi trên người mình có một cái linh hồn thể đi theo, nhưng bây giờ cả Nam Thúc cũng không tìm được mình cũng không cảm giác được sự có mặt của hắn có lẽ linh hồn thể này đã bỏ mình đi chỗ khác rồi trầm tư một phen lục thiếu du cũng đành thôi không quá để ý tới nó nữa ít nhất thì có vẻ hiện tại linh hồn thể cũng không hề có ác ý gì với mình nam thúc người bế quan lâu như vậy có muốn đi ra ngoài một chút hay không cũng có thể nhìn xem phi linh môn của tiểu tử hiện tại phi linh môn của tiểu tử đã có thể coi là có thực lực không tệ có thể coi là thuộc hàng thế lực nhất lưu rồi lục thiếu du cười hắc hắc nói thế lực nhất lưu nam thúc đưa mắt nhìn qua lục thiếu du một cái nói ngươi cho rằng dựa vào thế lực của phi linh môn hiện tại dựa vào hai con yêu thú thất giai một linh vương nhất trọng một vũ vương nhất trọng là đủ để thành thế lực nhất lưu hay sao lục thiếu du có chút nhụt trí nói thực lực của phi linh môn hiện tại không hề dưới thiên quỷ tông thiên tinh tông và ma tâm cốc buồn cười nhưng sơn môn như ma tâm cốc thiên quỷ tông và thiên tinh tông có bao nhiêu nội tình vài vũ vương đê giai vài linh vương đê dài, chẳng lẽ đây là nhất lưu thế lực hay sao? Thực lực cỡ này, trong mắt của người bình thường thì có lẽ không có gì, nhưng trong mắt của cường giả chân chính, thì còn chưa đủ để lĩnh một trưởng của người ta đâu. Nếu như thật có thể trở thành thế lực nhất lưu, thì sợ là đám người nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ tru sát người đầu tiên. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đã có nội tình trên ngàn vạn năm rồi, cho nên sở dĩ có thể tha thứ cho sự tồn tại của những thế lực khác. Thứ nhất là bởi vì duy trì sự cân đối của cổ vực, mà căn bản những thế lực này cũng không thể nào dung chuyển được địa vị của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cho nên mới để mặc cho chúng phát triển mắt nhìn về phía lục thiếu du nam thúc nghiêm mặt nói thần sắc của lục thiếu du cũng biến hóa xem ra khoảng thời gian này mình đúng là có chút tự mãn những lời nam thúc nói rõ ràng là đang cảnh cáo mình không thể chủ quan nhìn qua lục thiếu du thần sắc của nam thúc hỏa hoãn thêm một chút nói có thực lực mạnh bao nhiêu thì sẽ đứng cao bấy nhiêu vị trí đứng của ngươi cao bao nhiêu thì sẽ quyết định tầm mắt của người có thể nhìn xa được bao nhiêu, lấy thực lực của người và thế lực của phi linh môn lúc trước mà nói thì, mấy sơn môn như ma tầm cốc, thiên quỷ tông và thiên tinh tông có lẽ chính là thế lực nhất lưu của ngươi, nhưng đối với ngươi hiện tại mà nói thì đã không phải nữa rồi, nhớ kỹ, những sơn môn không có siêu cấp cường giả tọa chấn, thì vĩnh viễn không cách nào có thể thật sự đặt chân vào thế lực nhất lưu cả. Con hiểu rồi, Nam Thúc. Lục Thiếu Du gật đầu đáp lời. Phi linh môn của ngươi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thế này, cũng coi như phát triển không tệ rồi, dựa theo thế cục ở cổ vực hiện nay mà ngươi đã nói, cộng thêm ngươi có quan hệ với Linh Thiên Môn, nếu như ngươi có thể nắm chắc thì đúng là có thể nhân cơ hội này để ra tay, dù sao đi nữa chỉ cần phi Linh Môn, không chính thức uy hiếp đến thế lực của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thì bọn họ cũng sẽ không đặt ngươi ở trong lòng, có Linh Thiên Môn kiềm chế hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát giáo này, ngươi có thể thoải mái làm việc. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, thu hồi thần sắc, lộ ra vẻ tán thưởng vâng lục thiếu du gật đầu sau này ngươi phải chú ý tới linh vũ giới nhiều một chút linh vũ giới sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy đâu chỉ cần có tin tức liên quan tới vô tự thiên thư thì bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ở lại phi linh môn người có tu vi bình thường có thể ta còn ứng phó được một chút nếu như ngươi rời đi rồi vạn nhất có cường giả của linh vũ giới tới thì tới lúc đó ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đâu nam thúc nhìn lục thiếu du nói được rồi ngươi cứ đi trước đi ta còn muốn tiếp tục bế quan, có việc gì thì ta sẽ gọi ngươi. Nam Thúc, con đi trước đây. Lục Thiếu Du cáo lui, nhìn qua Nam Thúc có chút không nỡ. Cửa mật thất vừa đóng, ngay lúc Lục Thiếu Du vừa rời khỏi mật thất, Lục Thiếu Du hoàn toàn không biết. Trong mật thất, có một đạo thân ảnh hư ảo như quỷ mị xuất hiện bên trong. Chương 1048, các hạ là ai? Hai, các hạ là ai? Một vũ xuất nho nhỏ có đáng để cho các hạ đoạt sắc hay không? bên trong mật thất, ánh mắt của Nam Thúc lập tức bắn ra một cỗ tinh quang, linh khí quanh thân trong nháy mắt liền run run. Đoạt xác, nếu như ta có muốn đoạt xác thì cũng chỉ có đoạt xác của linh tôn đấy, sao lại đoạt xác Vũ Suất làm gì cơ chứ? Huống hồ gì tên tiểu tử này lại là đệ tử của ngươi, cũng coi như đệ tử của ta rồi. Thân ảnh hư ảo đứng trước người Nam Thúc, khẽ mỉm cười nói, nhưng ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, ít nhất hiện tại ta có thể khẳng định, ngươi hẳn là đã cố cường hành tu luyện cái công pháp thôn phệ như tên tiểu tử kia cho nên bị tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy mới khiến cho thực lực rơi xuống tu vi như hiện tại. Hóa ra là ngươi, không ngờ các hạ vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nam thúc nhìn qua thân ảnh hư ảo trước mặt, linh lực vừa thu lại, khóe môi lập tức lộ ra ý cười, trong ánh mắt cũng mang theo chút kinh ngạc. Ta không muốn đoạt sát, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào hồn anh mà tồn tại. Sau khi đoạt sát, lại phải tiếp tục những ngày tháng nhàm chán như cũ. Nếu đã vậy thì còn không bằng để hồn anh tiêu tán cho rồi. Thân ảnh hư ảo phát ra thanh âm già nua, trong thanh âm này lại lộ ra một cổ kiệt ngạo. Nếu như ta nhớ không lầm thì hồn anh của các hạ tồn tại ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi, vẫn còn chưa tiêu tán đã là kỳ tích rồi, chẳng lẽ các hạ thật sự không có ý định đoạt xác trọng sinh hay sao? Ánh mắt của Nam Thúc lóe lên, lập tức hỏi: "Ta đương nhiên là đang chờ trọng sinh rồi, vẫn đang đợi, mấy ngàn năm nay ta cũng đã nghĩ ra một cách, nhưng cách này lại vô cùng phức tạp và khó khăn, sợ là lấy thực lực đỉnh phong của ngươi trước khi bị tẩu hỏa nhập ma." cũng không thể giúp được ta trừ phi ngươi có thể đột phá tới cảnh giới cuối cùng đạo thân ảnh hư ảo kia đưa mắt nhìn về phía nam thúc ta sợ là tự thân khó mà bảo toàn còn không biết khi nào mới có thể khôi phục được muốn giúp được ngươi sợ là rất khó một mình ngươi thì khó nhưng nếu cộng thêm ta vậy thì chưa chắc có ta giúp ngươi nhất định sẽ tìm ra cách mấy năm nay ta ở bên cạnh tên tiểu tử kia đối với công pháp mà ngươi tu luyện cũng có chút nghiên cứu hai người chúng ta liên thủ ngươi muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải là không thể thân ảnh hư ảo nhìn vào nam thúc mà nói tại sao các hạ lại muốn giúp ta nam thúc ngước mắt lên nhìn trong ánh mắt lúc này có kích động khó giấu khôi phục thực lực trước kia đây chính là điều trong lòng hắn ước ao chờ sau khi ngươi khôi phục nếu có đột phá thì có thể giúp cho ta trọng sinh rồi hư ảo thân ảnh nói trong ánh mắt cũng có rung động rất nhỏ ngươi không sợ tới lúc đó thì ta sẽ trở mặt sao nam thúc mỉm cười hỏi tên tiểu tử kia là đệ tử của ngươi cũng là đệ tử của ta cho nên ta tin tưởng ngươi thân ảnh hư ảo kia nói. Được, quyết định như vậy đi, có các hạ giúp ta một tay thì việc ta muốn khôi phục sẽ có thêm cơ hội rồi. Trong mắt của Nam Thúc lóe lên một đạo kim quang, mục quang bắt đầu có chút chờ mong. Chuyện bên trong mật thất, Lục Thiếu Du không hề biết được chút gì. Sau khi rời khỏi mật thất, trong đầu Lục Thiếu Du vẫn nghĩ về không ít vấn đề. Trưởng môn, nhận được một tin quan trọng, có lẽ sẽ bất lợi đối với phi linh môn của chúng ta. Lục Thiếu Du một đường trở về đình viện Hậu Sơn quỷ ảnh la sát diệp mỹ đã tự mình đi tới đình viện lúc này còn có ba người quỷ tiên tử bạch Quánh, thanh hỏa lão quỷ lộc sơn lão nhân ở đây có tin tức gì lần này diệp mỹ tự mình tới đây ngay cả quỷ tiên tử thanh hỏa lão quỷ lộc sơn lão nhân đều ở đây thần sắc đều có vẻ rất nghiêm trọng lục thiếu du cũng có thể đoán ra sợ là chẳng phải chuyện tốt lành gì sau khi mọi người đi vào trong phòng nhỏ bên trong đình viện thì lục thiếu du liền hỏi trưởng môn ám đường mới đây vừa lấy được tin tức Thiên Quỷ Tông đã tập hợp tất cả cường giả tu vi, đã ngoài vũ phách lại, phòng trừng tổng cộng có hơn 1500 người, đã rời khỏi Thiên Quỷ Tông rồi." Diệp Mỹ nói. Lục Thiếu Du nhíu chặt mày, trong lòng cũng trầm xuống, Thiên Quỷ Tông có động tác lớn như vậy, chỉ sợ là ai cũng biết thừa hắn là nhằm vào Phi Linh môn. Thực lực của Thiên Quỷ Tông thế nào? Sau khi suy tư một phen, Lục Thiếu Du hỏi, "Thực lực của Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn có tu vi Vũ Vương Tam Trọng, linh suất trong môn cũng có không ít, nếu như nguồn tin của chúng ta không sai thì ngoại trừ đoạn hồn đoạn mệnh, nhị lão và một linh suất tứ trọng bị người giết chết ra, thì cường giả vũ xuất của thiên quỷ tông ít nhất cũng có hơn 15 người. Về phần người có tu vi vũ tướng thì đều giữ chức hộ pháp, phỏng chừng là sẽ không dưới 100 người quỷ tiên tử bạch oánh nói. Trưởng môn, trong thiên quỷ tông còn có hai tên vũ xuất cửu trọng, được gọi là diễm băng song xuất, theo thứ tự gọi là lương tán và độ yến. Hai người bọn họ là vợ chồng, cũng đều là vũ xuất cửu trọng, lại thêm hai người này có một bộ hợp kích chi thuật, cho nên mặc dù tu vi thực lực của cả hai người chỉ là vũ xuất cửu trọng, nhưng thực lực lại có thể so với vũ vương nhất trọng, chỉ cần hai người liên thủ thì sẽ vô địch thủ trong hàng vũ xuất, trước kia ta cũng từng ăn phải thiệt thòi trong tay của hai người này, may mà chạy nhanh nên thoát. Thanh Hỏa lão quỷ nói, thế lực của Thiên Quỷ Tông đúng là không yếu. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày, chỉ với thực lực của Tùng Thanh Sơn, cũng chỉ có Bạch Linh mới có thể chống lại, cường giả vũ xuất lại đông, nếu như phi linh môn trực tiếp trợ cứng thì tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Huống hồ, lục thiếu du lúc này căn bản là không cần phải nghĩ nhiều. Thiên quỷ tông vừa ra tay thì chắc chắn thiên tinh tông cũng sẽ dốc toàn lực mà xuất thủ. Hai tông môn liên thủ, phi linh môn muốn chống lại thật đúng là không chắc chắn lắm. Lần này cường giả thiên quỷ tông vừa ra, thiên tinh tông chắc chắn cũng sẽ xuất thủ cùng một lúc. Hai tông liên thủ, chúng ta chỉ vừa nhận được tin tức. Sợ là lúc này người của thiên quỷ tông cũng đã sắp tới thiên tinh tông rồi, tới lúc đó cường giả của hai tông sẽ liên thủ tới đây. Quỷ tiên tử bạch oánh nói. Cứ tới đi, hiện tại phi linh môn của chúng ta cũng chẳng phải quả hồng mềm. Chiến ý trong người của Lộc Sơn lão nhân nổi lên, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang. Lục Thiếu Du không nói gì, có chút trầm tư, nhìn thấy Lục Thiếu Du trầm tư như vậy, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng không nói gì thê, chỉ dõi mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du mà thôi. "Còn có tin tức nào khác nữa không?" Một lúc sau, Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi. "Không còn." Chương 1049, Đình viện xuân quang. Diệp Mỹ đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du, khẽ lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì khác. Tốt lắm, phân phó với tất cả các đường, cần làm gì thì cứ làm, việc này chỉ có thể để cho các đường chủ biết, tạm thời đừng nên tiết lộ ra ngoài, để khỏi phải khiến lòng người hoang mang." Lục Thiếu Du nói. "Trưởng môn, chúng ta có cần phải sớm chuẩn bị một phen hay không? Hai tông liên thủ, thực lực của Phi Linh môn chúng ta cũng không chiếm được ưu thế gì, Thiên Quỷ tông lần này xuất hết cường giả ra, sợ là tốc độ cũng sẽ rất nhanh." thiên tinh tông thì hẳn là cũng sẽ chẳng chỉ hoãn bao lâu, ta đoán, là chẳng bao lâu nữa cường giả của cả hai tông sẽ tới khu vực của phi linh môn, ta thôi. Quỷ tiên tử bạch quánh nhìn lục thiếu du, lúc này cả nàng cũng có chút lo lắng. Quánh tỷ cứ yên tâm, ta đã có tính toán rồi. Lục thiếu du cười khẽ, nhưng đôi mày thì vẫn hơi nhíu, chống lại hai tông thiên tinh tông và thiên quỷ tông liên thủ, tới chừng đó không biết phải hao tổn bao nhiêu cường giả đây. Mọi người nghi hoặc giải tán, nhìn thấy bộ dạng như đã có tính toán của trưởng môn khiến cho trong lòng của họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Vào đêm, màn đêm bao phủ bầu trời, sao sáng lấp lánh, một vầng trăng sáng nhô lên rắt giữa không trung. Trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, trầm tư nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông sợ là sẽ liên thủ mà tới, với thực lực của Phi Linh môn hiện tại thì cho dù có chống lại được đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ có tổn thương thảm trọng, rốt cuộc cũng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương như vậy đối với phi linh môn mà nói dù cuối cùng có thắng đi nữa thì cũng là một loại đả kích mang tính trí mạng rất lớn vậy thì cứ tới đây đi phi linh môn sẽ cường hãn quật khởi lần nữa trầm tư qua đi lục thiếu du mỉm cười thực lực của phi linh môn nếu như ngạc kháng thì sẽ dễ dàng dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương chính là mình vẫn còn lá bài tẩy chưa bao giờ tiết lộ ra nữa con bài này cũng đủ để áp chế đám cường giả trong thiên quỷ tông và thiên tinh tông rồi sau một lát, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, bắt đầu tu luyện. Sau một hồi, quanh thân liền được một cỗ quang mang màu vàng nhạt bao phủ bên trong, sợ là không bao lâu nữa sẽ diễn ra một hồi đại chiến. Tới lúc đó, mình cũng có thể thôn phệ thêm vài tên linh xuất hoặc vũ xuất để đột phá. Còn trong khoảng thời gian này thì mình phải củng cố tu vi cho thật tốt mới được. Dưới ánh trăng mờ ảo, cũng là bầu trời đêm y hệt như vậy, trên không trung thành thiên tinh, nhưng ánh sao thì lại mờ hơn không ít bên trong thiên tinh tông. Trong một đình viện khá yên tĩnh, chung quanh không có bất kỳ ai tới, còn ở phía trên đỉnh viện thì lại bị một đạo cấm chế vô hình nhàn nhạt bao phủ. Ưm ừ a, à, bên trong đỉnh viện yên tĩnh này đột nhiên lại phát ra tiếng ngân nga nũng nịu, đương nhiên, tiếng rên rỉ nũng nịu này người bên ngoài căn bản không cách nào nghe thấy. Trong một gian phòng, chính là nơi phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu kia, trên cái bàn tròn nhỏ ở trong phòng, một vị phụ nhân đầu tóc rối bời trực tiếp ngồi bên trên bàn, hai chân mở rộng, một vị đại hán đang vùi đầu giữa hai chân của vị phụ nhân này đầu không ngừng lay động, tựa như một con giã thú tìm được mạch nước ngầm bên trong nham động u ám, liền cúi đầu xuống uống, trực tiếp mút lấy hạt đậu nhỏ của nàng, khiến cho nàng nhịn không được mà thở dốc liên hồi. Cẩn thận nhìn lại thì phụ nhân này, tuổi chừng hơn 30, trên người mặc một bộ cung trang váy dài, dáng người thướt tha đầy đặn, đôi mắt hoa đào lúc này đã trở nên mê ly, nhìn qua vô cùng dụ hoặc, vị này tuy nói đang ở độ tuổi từ nương bán lão, nhưng khí tức dụ hoặc phát ra, từ trên người của nàng lại không phải thứ những cô gái trẻ tuổi có thể so sánh được. Vị đại hán mãi bận vùi đầu làm việc lúc này ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, người này mặc một bộ hoa phục cẩm bào, tuổi đã ngũ tuần, nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ trẻ tuổi, gương mặt có chút anh khí, khí độ bất phàm, chỉ là trong hai mắt lúc này toát ra tà hỏa nóng rực khó nhịn, đây không phải ai khác mà chính là phó tông chủ Lương Bá Quang của Thiên Tinh Tông. Chỉ thấy Lương Bá Quang này ngẩng đầu dậy, hai tay trực tiếp kéo vạt áo trước ngực của vị phụ nhân xinh đẹp này xuống, một đôi nhục đoàn nóng bỏng trắng nõn là lập tức nhảy ra như thỏ trắng, sau đó hắn lại cúi đầu xuống lần nữa, ngậm lấy quả ôm mai kia. Vị phụ nhân xinh đẹp nhịn không được mà rên lên một tiếng sung sướng, ôm chặt lấy lương bá quang, nghiêng người đẩy một bên khác lên. Lương bá quang vùi đầu cuồng loạn một hồi ở giữa ngực của vị mỹ phụ nhân này, trực tiếp khiến cho vị mỹ phụ nhân này không ngừng dãy ruộng cả người. Hai chân trực tiếp dắt lên lưng của hắn, Bá Quang, ngươi mạnh hơn cái tên Hồ Hưng Hải kia nhiều, mau vào đi, ta đã ướt lắm rồi. Chỉ một lát sau, vị mỹ phụ nhân kia liền vội vã kêu lên. Cái thứ này của ngươi, đúng là vừa động vào đã bén lửa, hôm nay xem ta thu thập ngươi đây. Lương Bá Quang nâng hông lên, hai tay vừa động thì lập tức cởi khố xuống, ngay trên cái bàn nhỏ này, dơ lên một chân cắm vào giữa hai chân bóng loáng của vị phụ nhân xinh đẹp này, sau đó hung hăng cắm rút. Bá Quang tốt của ta, ngươi thật sự là mạnh hơn tên Hồ Hưng Hải kia nhiều. Vị phụ nhân xinh đẹp thở dốc liên tục. Lát sau, sau khi trải qua một lượt cắm rút mãnh liệt, lương bá quang liền đặt vị phụ nhân xinh đẹp kia xuống bàn. Vị phụ nhân xinh đẹp xoa xoa kiều đồn, miệng thở gấp liên tục, tiếng thở hồn hển ưm ưm a à a à khiến cho lương bá quang càng ra sức cắm vào, phát ra từng trận thanh âm hỗn tạp, càng khiến cho vị phụ nhân này hai mắt mê ly, tiếng thở dốc cũng lớn hơn vài phần. Bá quang, sao hôm nay người lại mạnh như vậy? Vị phụ nhân xinh đẹp thở hào hển lớn tiếng hỏi đó là vì hồ hưng hải quá vô dụng lương bá quang toàn lực lắc không nghênh hợp với vị phụ nhân xinh đẹp này hạ thân của vị phụ nhân xinh đẹp này đã sớm ướt đẫm cắm vào liền phát ra tiếng bạch bạch vang lên không ngớt lúc này lương bá quang lại càng bị trêu chọc cho cả người nóng hơn nữa cảm giác như đôi mông căng tròn của nữ nhân này mềm mại co giãn khiến hắn không chịu nổi cắm thật mạnh vào nhìn thấy nữ nhân này nằm dưới thân mình đung đưa phập phồng mãnh liệt như sóng vỗ không ngừng rên rỉ lại càng cảm thấy hưng thú dâng trào bá quang, lần này đối phó với phi linh môn, ngươi cảm thấy có chắc ăn không? Vị phụ nhân xinh đẹp này vừa kêu rên vừa hỏi lương bá quang. Phi linh môn chẳng qua là dựa vào linh thiên môn mà thôi. Lúc này, phi linh môn khiêu khích cỡ đó, còn giết chết con trai bảo bối của Tùng Thanh Sơn Thiên Quỷ Tông. Hai tông chúng ta liên hợp, muốn đối phó với phi linh môn thì dư sức. Phi linh môn muốn đánh với chúng ta ai ạ? À? Ngoại trừ bạch quánh ra thì nghe nói còn có hai con yêu thú thất dai mà thôi. Chúng ta có tính toán cả rồi, chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta sẽ tìm thêm phiền toái cho ngươi sao? Lương. Bá Quang hạ thân vừa động, miệng thì giải thích, chương 1050, cuối cùng cũng tới rồi, một Các ngươi đáng lẽ nên giết Đông Vô Mệnh sớm mới phải, bây giờ còn để cho hắn đột phá linh vương, sợ là muốn giết được lại càng khó, lần này ngươi nhất định phải giết chết Đông Vô Mệnh đó. Vị phụ nhân xinh đẹp thờ hào hển nói, xen lẫn bên trong tiếng rên rỉ. Ngươi thật đúng là độc ác, dẫu gì đi nữa thì Đông Vô Mệnh lúc trước cũng từng là vị hôn phu của ngươi, ngươi cũng nỡ ra tay. Lương bá quang cười dâm tà, động tác dưới hông cũng không dừng lại, tiếng rên rỉ và da thịt chạm nhau lại vang lên không ngớt. Ta cũng thật không ngờ là, thực lực của hắn bây giờ lại có thể phát triển tới cỡ này. Tiếng nói vừa dứt, vị phụ nhân xinh đẹp này đột nhiên ngửa đầu, nhíu mày kêu lên, bá quang ngươi quá mạnh mẽ, ta tới đây. Ta sắp chịu không nổi rồi. Tiếng vừa dứt thì toàn thân của vị phụ nhân xinh đẹp này liền run rẩy một chút, môi run run, toàn thân giật nhẹ, kêu lớn một tiếng, hai tay bấu chặt lấy mép bàn cũng run rẩy không thôi. Lương Bá Quang thấy vậy, cũng thừa cơ cắm vào thật mạnh, cảm giác bản thân mình giống như được một đoàn cánh hoa mềm mại quấn quanh hút vào, liền bắn ra ào ào. Lương Bá Quang nhịn không được mà cuồng điên một trận, hai người liền hét lớn lên một tiếng, sau đó ngã vật xuống bàn thờ hồn hển. Bá Quang, ngươi ngày càng lợi hại đó, người ta sắp bị ngươi giết chết luôn rồi. Trên bàn, hai người nhỏm dậy, vị phụ nhân xinh đẹp kiểu mị nói, đôi mắt hoa đảo mê ly không thôi trên mặt tràn đầy xuân quang càng thêm hấp dẫn ta cảm giác chỗ đó của ngươi cũng ngày càng chặt đúng là bảo vật mà lương bá quang cười dâm không ngừng vẫn không quên vỗ một cái thật mạnh lên cái mông tròn của vị phụ nhân xinh đẹp kia có người tới đây lương bá quang vừa dứt lời thì ánh mắt lập tức quét lên tâm thần dò xét được có người đang tới gần khởi bẩm phó tông chủ tông chủ muốn phó tông chủ lập tức tới mật thất có chuyện quan trọng cần thương nghị bên ngoài đình viện truyền tới một thanh âm ta đi trước đây, phòng trừng hồ hưng hải cũng sẽ phái người tới tìm ta, chắc là người của thiên quỷ tông tới rồi. Vị phụ nhân xinh đẹp kia liền chỉnh lại y phục, dâm ý lúc này đều đã thu liễm, trong mắt mang theo một tia hàn ý hờ hững, cứ như là hai người khác hẳn nhau vậy. Bọn họ tới nhanh thật đấy, cũng hay, tốt nhất là tam bại câu thương, tới lúc đó chúng ta liền. Ánh mắt của lương bá quang trầm xuống, trong tay làm ra một động tác giết. Người thật sự quyết định sẽ giết hồ hưng hải sao? Ánh mắt của vị phụ nhân xinh đẹp lóe lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Như thế nào, ngươi không nỡ để hắn chết sao? Lương bá quang cười nhẹ trầm giọng hỏi. Không phải như vậy, thực lực của Hồ Hưng Hải, sợ là ngươi không thể nào đối phó được. Phụ nhân xinh đẹp nói. Phi Linh Môn cũng không phải dễ chọc, tới lúc đó cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Nắm được thiên tinh tông rồi thì sau này chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Lương bá quang cười ra nói. Trong bóng đêm, bên trong thiên tinh tông, một cái mật thất, ngay lúc lương bá quang, Đi đến mật thất thì trong mật đất đã có hơn 30 đạo thân ảnh đang ngồi, quét mắt qua nhìn, tất cả trưởng lão của bản tông đều đã ở đây, ghế trên bên trái, Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông cư nhiên cũng ngồi ngay đó. Tham kiến phó tông chủ. Chúng trưởng lão của Thiên Tinh Tông đồng loạt hành lễ, Tùng Thanh Sơn cũng đi tới, nói: "Không ngờ Tùng tông chủ tới nhanh như vậy. Phỏng chừng tới lúc người của Phi Linh môn lấy được tin tức thì chúng ta đã đi được nửa đường rồi, lúc này chúng ta nhất định phải thừa dịp bất ngờ." một lần diệt trừ phi linh môn mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta được tùng thanh sơn trong mắt chỉ toàn vẻ tức giận sát ý quanh thân tỏa ra không ngờ tùng trang chủ đã tới sớm như vậy rồi lần này tự nhiên là phải tiêu diệt phi linh môn rồi lại thêm một thanh âm nũng nịu truyền tới lúc này một vị phụ nhân bộ dạng trừng tam tuần lắc mông đi tới sau đó ngồi ở bên cạnh hồ hưng hải chúng ta liền đi ngay trong đêm xuất phát tới phi linh môn làm cho hắn trở tay không kịp phỏng trừng phi linh môn bây giờ còn đang cho rằng tùng tông chủ đang trên đường chạy tới thiên tinh tông của ta hội họp sau đó thì toàn bộ cường giả của hai tông chúng ta mới đi nhưng không biết chúng ta là minh tu sạn đạo ám độ trần thương tất cả những cường giả vũ xuất đều cấp tốc đi tới phi linh môn đánh cho chúng trở tay không kịp tới lúc đó muốn tiêu diệt phi linh môn sẽ đơn giản hơn rồi hồ hưng hải nói xong ánh mắt nheo lại cảm thán ta nghe nói phi linh môn còn có hai con yêu thú thất giai cho nên cần phải chú ý một chút Yêu thú thất giai, phòng chừng cũng chỉ là thất giai sơ kỳ mà thôi, cũng không phải là không thể đối phó, lần này, ta nhất định phải diệt trừ phi linh môn, trừ phi là phi linh môn của hắn có vũ tôn và linh tôn, bằng không nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt. Tùng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, giống như có chỗ chắc chắn lắm. Sau một lát, giữa bầu trời đêm, hậu sơn thiên tinh tông vô số yêu thú phi hành lặng lẽ rời đi thật nhanh, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí từ bên trong đan điền khí hải, sau đó lập tức đứng dậy. Lúc Lục Thiếu Du đi ra ngoài đình viện thì nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Tiểu Long đang đùa giỡn nằm ĩ, chơi đến bất diệt nhạc hồ, sau khi nhìn lão già áo xanh dò xét một hồi, Lục Thiếu Du lập tức đi tới hậu sơn. Đứng trước thác nước ở hậu sơn, Lục Thiếu Du lẳng lặng đứng đó, áo bào xanh xanh bay bay trong gió nhẹ. Lưu động, lao nhanh, nhu hòa, cảm thụ được dòng nước chảy bên dưới thác lúc nhanh lúc chậm sau một hồi như vậy lục thiếu du dường như có chút lĩnh ngộ lập tức khoanh chân ngồi xuống đỉnh núi bất chi bất giác liền tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ trong mấy ngày tiếp theo lục thiếu du ngoại trừ tu luyện lĩnh ngộ ra thì chỉ có tu luyện vũ kỹ cùng củng cố tu vi thi thoảng sẽ chơi với lục tâm đồng và tiểu long một chút mà lục tâm đồng và tiểu long mặc dù mê chơi nhưng cũng không chậm trễ việc tu luyện đều vô cùng chăm chỉ còn thiên độc yêu long thì gần đây cũng tiến nhập vào bế quan mặc dù là không tới mức đột phá, nhưng việc tu luyện cũng không hề rơi xuống. Trên việc tu luyện thì thiên độc yêu long đều vô cùng chăm chỉ. Ngược lại thì vị lão giả áo lam kia, lục thiếu du mỗi ngày đều để tâm đánh giá, nhưng cũng không nhìn ra điều gì khác thường hết cả. Vị lão giả này ngay cả tên của mình còn không nhớ nổi, mỗi ngày đều vô tư vô lự như trẻ con vậy, chỉ cần có rượu ngon là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, không ít cường giả trong phi linh môn cũng đều khẩn trương tu luyện, đan dược và vũ kỹ của phi linh môn hiện tại đều không thiếu. Đối với những đệ tử và cường giả có tiềm lực, mà nói thì tài nguyên đúng là vô cùng phong phú. Chương 1051, cuối cùng cũng tới rồi hai. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, ngay cả đám người Lưu Tinh Hà và Ngô Dũng, đoạn thời gian này cũng đều đầu nhập vào tu luyện. Còn đám người Hoàng phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc thì tuy rằng bận rộn sự vụ, nhưng vẫn dành thời gian tu luyện. Đến ngày thứ 6, tất cả cường giả của Phi Linh môn đều cảm ứng được một cỗ năng lượng khổng lồ đang ba động, Hoa Mãn Ngọc sắp đột phá tới linh suất tam trọng, hai ngày sau, Vân đã truyền tới tin tức báo rằng hai tỷ muội Diệp Phi cũng đã có điểm đột phá, Diệp Phi đột phá tới vũ xuất nhị trọng, còn Diệp Mỹ thì thuận lợi đột phá tới vũ xuất nhất trọng. Ngay cả bên trong Phi Linh môn, hiện tại cũng chỉ có hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ là bận rộn nhiều nhất, cả một đống chuyện phải chờ hai người đi làm, vẫn không thể trở về Phi Linh môn, nhưng lúc nào cũng có tin tức truyền về, theo mớ tin tức đó mà Lục Thiếu Du biết được là thành giao hải và thành thương sơn, trên cơ bản đều đã xử lý gần như ổn thỏa hết. Nhiệm vụ tiếp theo của hai người chính mở hai chi nhánh của phi linh, thương hành bên trong hai tòa thành lớn này, muốn trở về thì phòng chừng cần thêm một khoảng thời gian nữa. Thời gian cứ thế trôi nhanh, trong việc lĩnh ngộ thuộc tính thủy, lần lĩnh ngộ lâu nhất của lục thiếu du chính là một lần kéo dài liên tục 4 ngày, thu hoạch đúng là không ít, nhưng nếu muốn tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao giai hệ thủy này, thành công thì vẫn chưa đủ, tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao giai hệ thủy đối với việc lĩnh ngộ thuộc tính thì không hề bình thường, phải biết là vũ kỹ huyền cấp cao dài này, cho dù là vũ vương đê dài bình thường cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công được. Suy suy, sáng sớm ngày thứ 13, sắc trời vừa mới hưởng sáng, bên trong hậu sơn, lục thiếu du ngồi kết xuất thủ ấn, lúc từng đạo thủ ấn kết xuất, không gian gợn sóng trên không lan ra không ngừng, một tia thuộc tính thủy hội tụ, nhưng lại lập tức tản ra. Cứ duy trì liên tục như thế không ngừng, qua hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đầu mướt mồ hôi. Sau một lát, Lục Thiếu Du lại tiếp tục tiến nhập vào trong trạng thái lĩnh ngộ, mà ngay lúc Lục Thiếu Du tiến nhập vào trạng thái lĩnh ngộ không được bao lâu, thì Lục Thiếu Du cũng lập tức bừng tỉnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trời xa. Vèo vèo, cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp trước sau vọt lên không trung, chính là hai người Bạch Linh và Quỷ Tiên tử Bạch Oánh, ánh mắt của hai người cũng nhìn chằm chằm về phía đó. Trong nháy mắt, giữa không trung liền run lên một cái thật mạnh ở phía đó lập tức có vô số thớt yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới, bao phủ cả một góc trời như mây đen, tạo thành một khoảng dâm ở bên dưới. Ngay sau đó, một đạo thanh âm chứa đầy sát ý và tức giận lập tức truyền tới từ phía đó. Phi Linh Môn, hôm nay chính là ngày diệt môn của các ngươi, hôm nay huyết tẩy Phi Linh Môn. Vèo vèo, tiếng quát bay tới vang vọng bên ngoài cửa Phi Linh Môn, tiếng quát vừa dứt thì trên lưng. Của vô số yêu thú phi hành phía xa kia có hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không, mà đến vù vù, một cỗ khí tức cường hãn lập tức áp tới, khiến cho cả không gian trực tiếp rung lên. Sắc mặt của Lục Thiếu Du nháy mắt biến sắc, lập tức đứng dậy vọt lên không trung, đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Tiếng quát lớn như vậy, đệ tử trong Phi Linh môn lập tức ùa ra, cả đám đưa mắt ngơ ngác nhìn trên không trung, nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh kia thì lập tức kinh ngạc không thôi, hơn 10 người lăng không mà đứng, không hề thi triển vũ khí hệ phong, mà một cỗ khí tức cường hãn kia đã chứng minh hơn 10 người này đều là cường giả vũ xuất vèo vèo, chỉ trong vòng hai cái chớp mắt, đã có mấy đạo thân ảnh nhảy lên giữa không trung. Đây đúng là Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, còn có Hoa Mãn Ngọc, cùng với ba vị có tu vi vũ xuất, đến từ Tinh Hà môn, hiện tại đều đã là hộ pháp của Phi Linh môn. Mấy người này đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, sắc mặt của cả đám cũng vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía trước. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, cường giả của Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông tới nhanh như vậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc và căng thẳng, ánh mắt của quỷ tiên tử bạch oánh lúc này cũng vô cùng ngưng trọng hơn 10 vị vũ xuất hai vị vũ vương cùng một linh vương thực lực cỡ này đúng là khủng bố lão đại thân ảnh tiểu long nhân hình trong nháy mắt cũng xuất hiện bên cạnh lục thiếu du đám yêu thú nghịch lân yêu bằng và thái âm yêu thỏ lúc này cũng xoay quanh trên không ở phía xa vị lão giả áo lam vẫn luôn ở lại phi linh môn lúc này đưa mắt nhìn không trung lẩm bẩm sắp đánh nhau rồi sao thú vị thú vị lắm bạch linh nhìn vào trên không sắc mặt hờ hững trong đôi mắt đẹp kia dường như không có quá nhiều dao động vù vù không trung phía trước từng đạo không gian gợn sóng bắt đầu lan ra khí tức cường hãn áp không đè xuống đã đến mức tuyệt đối cường hãn lục thiếu du đưa mắt nhìn chăm chú bốn đạo thân ảnh ba nam một nữ đứng ở phía trước tiên hai người tùng thanh sơn hồ hưng hải thì lục thiếu du đã sớm biết mặt còn có một nam một nữ thì lục thiếu du hơi dò xét một chút cái người vận hoa phục cẩm bào kia khí tức trên người đã tới cảnh giới linh vương hẳn chính là phó tông chủ lương bá quang của thiên tinh tông còn có một vị mỹ phụ nhân bộ dạng xinh đẹp tuổi chừng 30, khí tức trên người cũng rất mạnh tu vi đã tới vũ xuất lục trọng minh tu sạn đạo ám độ trần hương tới sớm thật đấy lục thiếu du cho mày xem ra ám đường cũng không tra ra được thiên quỷ tông và thiên tinh tông sẽ chơi trò này thiên quỷ tông và thiên tinh tông cũng không tính sẽ tấn công phi linh môn với quy mô lớn chỉ là dựa vào thực lực của tất cả cường giả linh xuất vũ xuất muốn tiêu diệt thực lực mạnh nhất của phi linh môn, hai tông liên thủ. Những người có tu vi linh xuất lần này có tổng cộng 39 người, ngoại trừ một linh vương, hai vũ vương ra, còn lại 36 người, đều là cường giả vũ xuất. Thực lực cỡ này, nếu thật sự ngạnh kháng thì đúng là mạnh hơn phi linh môn nhiều. Mặc dù những người có tu vi vũ xuất của phi linh môn, hiện tại đã gần 20 người, ngoại trừ đám người thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân, ngô dũng, lưu tinh hà ra thì tu vi cũng xem xem nhau. Hoa Mãn lâu có tu vi Vũ Xuất ngũ trọng thì còn đỡ, nhưng đám người Quỷ Ảnh La sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Lý Trì Chính thì chỉ là nhất trọng và nhị trọng mà thôi, mặc dù cũng đều là tu vi Vũ Xuất, nhưng giữa những tầng với nhau thì thực lực cũng cách xa nhau rất nhiều. Chương 1052, một đám tạp mao. Huống hồ gì bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng chính là, người của lục đường, ngoại trừ Hoa Mãn Ngọc của ngoại đường là ở tại Phi Linh môn, ra thì tất cả đám người khác như Hoàng phủ Kỳ Tùng đều không ở trong Phi Linh môn. Còn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan của ám đường, thì một mực ở lại phân đà ở Thương Sơn, cho nên thực lực của Phi Linh môn hiện tại chỉ có mấy người đang đứng giữa không trung lúc này mà thôi. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, Lương Bá Quang đều tới đây. Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh nói, sắc mặt lúc này vô cùng ngưng trọng, từ thực lực của đối phương thì không khó để nhìn ra, thực lực của Phi Linh môn đúng là vẫn kém xa. Diễm Băng Song xuất Lương Tán, Đỗ Yến cũng tới, còn có Tất Phương Sơn nữa. Thanh Hỏa lão quỷ đưa mắt nhìn phía trước, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trên gương mặt giả nuôi nhăn nheo càng lộ ra thêm một cỗ khí âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy đạo thân ảnh ở phía trước, trong đó hình như có không ít thân ảnh khá quen. "Trưởng môn, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hai tông này rõ ràng là lai giả bất thiện." Sắc mặt của Lưu Tinh Hà cũng ngưng trọng, thấp giọng hỏi Lục Thiếu Du, "Thông báo cho đám người hoàng phủ đường chủ, ngoại trừ liều mạng ra thì chúng ta không còn con đường nào khác để đi." lục thiếu du nói trong mắt sau khi lộ ra vẻ ngưng trọng một cỗ lãnh ý liền lan tràn ra không trung ngay lập tức phanh trên không trung lục thiếu du vừa dứt lời thì đã sớm có đệ tử phóng đạn tín hiệu ra sau một tiếng đạn nổ kinh người phát ra liền nổ tung rực rỡ giữa không trung như pháo hoa lục thiếu du người giết chết con trai ta hôm nay ta sẽ huyết tẩy phi linh môn của ngươi trên không trung tùng thanh sơn nhìn về phía trước trong mắt lóe ra một cỗ sát khí không thèm che giấu muốn huyết tẩy phi linh môn của ta Sợ là Tùng Thanh Sơn ngươi còn chưa có bản lĩnh này đâu." Tùng Thanh Sơn vừa mới dứt lời thì có hai đạo thân ảnh lóe lên trong nháy mắt, hai người đều vận một bộ y sa màu đen, quanh thân của cả hai cũng mang theo một cỗ hắc mang như ẩn như hiện, đúng là hai người Đông Vô Mệnh và Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn bế quan. Thiên Độc Yêu Long xuất hiện lập tức quăng một ánh mắt chứa ý gửi sang chỗ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lòng cũng tự hiểu, có vẻ như Thiên Độc Yêu Long đã có thủ đoạn đặc biệt, đã thông báo cho lá bài tẩy ở bên trong yêu đường. Điều cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Theo sự xuất hiện của Thiên Độc Yêu Long và Đông Vô Mệnh, sắc mặt của mấy người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng liền trở nên vui mừng, khí thế cũng cao hơn một chút, lấy thực lực của Thiên Độc Yêu Long cộng thêm Đông Vô Mệnh, còn có Bạch Linh và Quỷ Tiên tử, tại thực lực của Vũ Vương và Linh Vương thì cũng không kém Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông, đặc biệt là thực lực của Bạch Linh chính là mạnh nhất ở nơi này. Theo sự xuất hiện của Đông Vô Mệnh, sắc mặt của vị phụ nhân xinh đẹp kia cũng có chút biến hóa, ánh mắt hơi lóe lên. Đông vô mệnh, chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi hay sao, cho rằng đột phá linh vương thì có thể chống lại bọn ta được chắc, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Ánh mắt của hồ hưng hải trầm xuống, một cỗ lánh ý rơi xuống người đông vô mệnh. Lão cẩu, không ngờ ngươi còn dám tự mình vác xác tới đây, hôm nay là tự ngươi đưa lên tới cửa, ta sẽ không khách khí. Lục thiếu du nói, chân khí quanh thân bắt đầu run lên, Tự động có một cỗ khí thế lăng không tỏa ra. Tuy nói thực lực của phi linh môn hiện tại xem ra có vẻ không bằng hai tông này liên thủ, nhưng bản thân của lục thiếu du thì không hề sợ chút nào. Không nói tới trong tay của mình vẫn còn lá bài tẩy, trong mật thất của phi linh môn lúc này vẫn còn nam thúc. Hiện tại thực lực của nam thúc đã khôi phục lại một chút, muốn đối phó với đám người này quả thực chỉ cần một trường là xong, chỉ là không phải tới mức cùng đường, thì không cần phải phiền toái nam thúc xuất thủ làm gì. Tiểu tử kiêu ngạo muốn chết lúc này không phải ở linh thiên môn một tiếng lão cầu này của lục thiếu du khiến cho hồ hưng hải vô cùng tức giận một cỗ đấu khí mang theo nội ý bắt đầu lan ra trong nháy mắt tiếp theo cùng với thủ ấn biến hóa đồng thời giơ tay lên hung hăng vỗ một trưởng thật mạnh về chỗ lục thiếu du một trưởng này giáng xuống một cỗ chân khí bàng bạc cấp tốc tuôn ra dữ dội lực lượng khủng bố lập tức lan ra không gian gợn sóng tựa như bị một bàn tay vô hình dày xéo như muốn xuyên thấu không gian vậy không gian vặn vẹo một mảng lớn trực tiếp đánh về phía lục thiếu du. Thực lực vũ vương tứ trọng của Hồ Hưng Hải, một trưởng này, uy lực khỏi nói cũng biết. Một trưởng này coi như tùy ý đánh ra nhưng cơ hồ khiến cho cả không gian rung lên, khiến cho đám đệ tử phi linh môn đứng bên dưới nhìn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lục thiếu du không chút bối rối, lãnh ý trong mắt ngày càng lạnh lẽo. Thực lực của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Ngay lúc đạo trưởng ấn khiến không gian vạn vẹo này, đánh ra thì một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh như băng đột nhiên vang lên, trên không trung lập tức có một đạo bạch quang lướt ra thật nhanh, một cỗ yêu khí ngập trời phóng thẳng lên trời, một đạo quang trụ màu trắng vô hình cũng xuất hiện ngay trong tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, cột sáng màu trắng này lập tức nện thật mạnh lên trên đạo trường ấn khiến cho không gian vạn vẹo kia. Ầm, um, cột sáng và trường ấn va vào nhau, giữa không trung lập tức có từng đợt không gian gợn sóng lập tức lan ra dữ dội, một tiếng nổ vang dữ dội như tiếng sấm rền lập tức vang vọng, đinh tai nhức óc như tiếng lôi đình vang vọng khắp không trung một đám tạp mao mà cũng dám làm càn ở Phi Linh môn ta. Ngay tại lúc đạo quang trụ màu trắng của Bạch Linh phóng thẳng lên trời, Thiên độc Yêu Long tính tình vốn nóng nảy, mặc dù lúc trước là nửa đùa nửa thật mà gia nhập Phi Linh môn, nhưng gần đây ở chung một khoảng thời gian, cả Phi Linh môn đều vô cùng cung kính với hắn, trong lòng của hắn đã chấp nhận Phi Linh môn, lúc này có người tới đây sinh sự, Yêu Nguyên lập tức tuôn ra dữ dội, trong tay liền xuất hiện một đạo quyền ấn mang theo hắc mang ngập trời, cứ thế lăng không đánh ra mà không phát ra chút thanh âm nào suy quyền ấn đánh ra một cỗ kình phong khủng bố cũng hạ xuống từ trên không không gian phía trước quyền ấn lập tức vặn vẹo sau đó đánh về phía đám cường giả của hai tông trước người của thiên độc yêu long bởi vì thế công quá mức hung mãnh này khiến cho không gian xung quanh lập tức trở nên lung lay như sắp vỡ sắc mặt của lục thiếu du lập tức nhảy lên thực lực của thiên độc yêu long so với trước kia đã mạnh hơn một chút rồi mặc dù vẫn chưa tới thất giai trung kỳ nhưng thực lực thế này cộng thêm bản thể cường hãn và kịch độc của mình sợ là cũng có thể giết được Vũ Vương Nhị trọng bình thường. Chương 1053, Cương Phong Ngự trận 1. Yêu thú thất giai sơ kỳ. Đám người Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hừ, phá cho ta. Ánh mắt của Tùng Thanh Sơn lập tức trầm xuống, chân khí tuôn ra lại càng tăng thêm, một cỗ lãnh ý ngập tràn, đột nhiên quát lớn một tiếng, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quyền ấn, bên trên quyền ấn mang theo năng lượng hỏa thuộc tính bằng bạc, biến thành một đạo quang ảnh đỏ hồng mơ hồ, lướt ra nhanh chóng và dữ dội như sấm chớp. Đạo quyền ấn này vừa ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp xẹt qua giữa không trung, nơi nào quyền ấn nóng rực kia lướt qua thì cả không gian đều run lên một cái. Mang theo năng lượng hỏa thuộc tính lướt nhanh giữa không trung, cuối cùng thì giống hệt như một đạo thiên thạch bằng hỏa diễm, nện ầm ầm vào đạo quyền ấn của Thiên Độc Yêu Long. Hai đạo lực lượng hung mãnh, trong nháy mắt liền va chạm thật mạnh giữa không trung, trong một giây này, cả bầu trời như khựng lại một cỗ quang mang trói mắt bắt đầu bắn ra dữ dội ngay ở chỗ hai đạo năng lượng va vào nhau ngay sau đó trên không trung liền có một tiếng nổ vang hung hãn như tiếng sấm nổ đột nhiên vang vọng khắp không gian ầm trên không trung trong nháy mắt hai đạo quyền ấn và trường ấn nháy mắt liền nổ tung một cỗ năng lượng phong bạo từ hỏa diễm và hắc vụ vô cùng khủng bố nháy mắt liền lan ra khắp bốn phía tựa như quang hồ bao phủ hỏa diễm và độc vật nháy mắt liền bao phủ khắp không gian chung quanh bịch bịch trên không trung, chuyện Bạch Linh Hồ Hưng Hải Thiên Độc Yêu Long và Tùng Thanh Sơn, giao thủ với nhau kỳ thật chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt mà thôi, không gian chấn động, Hồ Hưng Hải trực tiếp lùi lại mấy bước, Tùng Thanh Sơn và Thiên Độc Yêu Long thì đều tự động bị đẩy lùi lại. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chừng 2 3 cái nháy mắt, uy thế kinh người cùng lực lượng khủng bố cỡ này, khiến cho đám đệ tử phi linh môn bình thường đang đứng bên dưới trực tiếp run rẩy, nhưng trong lòng thì lại càng thêm kích động, cường địch đột kích, trong phi linh môn vẫn có cường giả chống lại, Yêu thú thất giai, hai con yêu thú thất giai. Trong đám người bên dưới, lúc này không ai còn lòng dạ nào mà để ý xung quanh, ánh mắt của vị lão giả áo lam lập tức đờ ra, trong mắt lóe qua một cỗ tinh quang. Bốn người giao thủ, giữa không trung nháy mắt lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của Hồ Hưng Hải trở nên vô cùng ngưng trọng, một kích của Bạch Linh khiến cho hắn đã nhận ra thực lực của Bạch Linh, cộng thêm còn có một con yêu thú thất giai nữa, lại có Đông vô mệnh và Quỷ tiên tử đều là cường giả có tu vi đỉnh tiêm. Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông dường như đã rơi vào thế hạ phong. Phương Mẫn, tiện nhân nhà ngươi, 30 năm nay, món nợ này chúng ta cũng nên tính toán cho xong. Trên không trung, lúc này đông vô mệnh, hoàn toàn chẳng lấy làm kinh ngạc trước màn giao phong của bốn người bọn họ. Một đạo nhãn quang lạnh, như băng liền trực tiếp rơi lên người của vị Mỹ phụ nhân có bộ dạng xinh đẹp kia. Hóa ra là chính nữ nhân này hại đông vô mệnh cửa nát nhà tan. Ánh mắt của lục thiếu du lập tức rơi lên người của vị phụ nhân xinh đẹp kia, nữ nhân này bộ dạng thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng trên thực tế có lẽ là đã hơn 50 rồi. Đông vô mệnh, năm đó có trách thì chỉ có thể trách ngươi không có bản lĩnh, nước chảy chỗ thấp, người lên chỗ cao, ta sai ở đâu chứ? Ánh mắt của vị Mỹ phụ nhân xinh đẹp, kia run lên, ngữ khí cũng có chút ấp úng. Ha ha, đông vô mệnh ngẩng đầu cười lớn một tiếng, trong tiếng cười chỉ đầy vẻ tức giận và lãnh ý, hàn ý quanh người trực tiếp lan ra. Nước chảy chỗ thấp, người trèo chỗ cao, người nói đúng lắm, nhưng cha mẹ của ta lúc trước cũng coi ngươi như con gái ruột thịt của mình, bọn họ có lỗi gì, ngươi và Hồ Hưng Hải giết chết cả nhà của ta, hôm nay không giết chết ngươi thì đông vô mệnh ta liền không đáng làm con người. Lời nói vừa dứt, một cỗ sát ý dập trời, của đông vô mệnh đã trực tiếp bao phủ trên người của vị Mỹ phụ nhân xinh đẹp kia, sau đó lập tức chuyển mắt nhìn về phía Bạch Linh, nói, Bạch Linh tiểu thư, đông vô mệnh ta làm người cả đời chưa từng cầu xin ai, thực lực của ta chưa đủ để giết chết Hồ Hưng Hải hôm nay đông vô mệnh ta cầu xin cô, xin cố giúp ta giết chết Hồ Hưng Hải. Bạch Linh nhìn đông vô mệnh, ánh mắt lóe lên, lập tức nói, Hồ Hưng Hải chết chắc rồi. Hừ, to mồm không biết ngượng. Ánh mắt của Hồ Hưng Hải trầm xuống, một cỗ lánh ý tràn ngập, nhưng ánh mắt của hắn lúc này cũng nhìn chằm chằm về phía Bạch Linh, không hề dám khinh thường, lập tức hừ lạnh lần nữa rồi nói, Lục Thiếu Du, mau giao trưởng lão của thiên tinh tông ta ra đây, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay không phải là ở linh thiên môn, không có ai che chở cho ngươi đâu. Lão cẩu, ngươi đừng có mà kiêu ngạo, Phương Thành Hữu đã chết rồi, kế tiếp, thiên tinh tông của ngươi sẽ có thêm nhiều người chết nữa. Trường bào của lục thiếu du run lên, hờ hững nói một câu, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồ Hưng Hải nghe vậy lập tức nổi giận triệt để. Bạch Linh, ngươi đối phó với Hồ Hưng Hải, Độc Long Huynh, ngươi đối phó với Tùng Thanh Sơn, Đông Lão ngươi cứ đối phó với Lương Bá Quang trước đi đã trong ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe ra một đạo hàn ý rồi nói: "Thiếu Du, vậy những kẻ khác thì phải làm sao bây giờ?" Quỷ Tiên tử thấp giọng hỏi, trong Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông, lúc này vẫn còn hơn 30 tên cường giả vũ xuất, mặc dù Phi Linh môn có 4 người thanh hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Lưu Tinh Hà, cộng thêm cả mình nữa, nhưng cũng không thể nào chống lại nhiều kẻ có tu vi vũ xuất như vậy được, huống hồ gì trong đám tu vi vũ xuất của hai tông kia, có vài kẻ thực lực cũng không hề thấp nếu có thể chống đỡ được một lát là đủ rồi chỉ cần một lát thôi là đủ lục thiếu du mỉm cười ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hậu sơn của phi linh môn lá bài tẩy của yêu đừng sợ là phải một lát nữa mới có thể tới nếu chỉ một lát thôi thì không thành vấn đề quỷ tiên tử nói bên trong phi linh môn này ta đã sớm bố trí một trận pháp phòng ngự là cương phong ngự trận có ta khống trận chỉ cần không có vũ vương và linh vương ra tay thì cho dù cả đám bọn họ liên thủ phá trận đi nữa một mình ta chống lại cũng có thể kéo dài một lát như vậy là đủ rồi. Trong đôi mắt đen của Lục Thiếu Du lóe lên hàn quang, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông liên thủ đột kích, có lẽ muốn giết chết được hai kẻ Tùng Thanh Sơn và Hồ Hưng Hải thì hơi khó, nhưng đám vũ suất này thì nhất định không thể để cho chúng chạy thoát được. Trưởng môn, chúng ta cũng xông lên liều mạng với chúng. Chương 1054, Cương Phong Ngự trận 2. Thanh Hỏa lão quỷ đứng một bên sau khi có chút chần trừ cũng lập tức nói với Lục Thiếu Du, bắt đầu từ lúc bị ép gia nhập Phi Linh môn tới nay, Thanh Hỏa lão quỷ đã sớm xem Phi Linh môn như nhà của mình, cho nên suy nghĩ trong lòng tự nhiên không giống như trước nữa, có kẻ đánh tới cửa nhà mình rồi, với tính tình của hắn, không phải là kẻ không dám liều mạng. Các vị đều không cần phải gấp, cứ chờ một lát, tới lúc đó bọn họ có muốn trốn cũng muộn rồi." Lục Thiếu Du nói, miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. "Đừng nên chậm trễ nữa, mau huyết tẩy Phi Linh môn thôi." Trên không trung, ánh mắt của Lương Bá quăng lóe lên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng thiên không. Bên dưới mặt đất, Lúc này mấy ngàn đệ tử bên trong Phi Linh môn đều không tự chủ được, mà siết chặt binh khí trong tay. "Lục Thiếu Du, hôm nay hai tông Thiên Quỷ tông và Thiên Tinh tông, của ta muốn huyết tẩy Phi Linh môn này của ngươi." Tùng Thanh Sơn âm lệ quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh vận áo bào xanh trước mặt, thanh âm lạnh lẽo cũng mang theo hàn ý lạnh thấu xương, "Thù giết con này không thể không báo." Nghe thấy lời Tùng Thanh Sơn nói, sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này hơi biến đổi, đưa mắt nhìn ba mươi mấy cường giả ở phía trước. Thực lực cỡ này, một khi đi vào được bên trong Phi Linh môn, thì đúng là đủ để huyết tẩy Phi Linh môn. Nhưng nếu hôm nay mình có thể chế trụ ngược lại Lưỡng Tông, thì từ nay về sau Phi Linh môn có thể thật sự quật khởi ở cổ vực rồi, thanh danh nhất định sẽ vang dội, sợ là ngoại trừ tứ đại thế lực là nhất tông, nhất môn, nhất giáo nhất trang gia, những sơn môn có thể chống lại Phi Linh môn cũng sẽ không nhiều lắm. Tất cả mọi người Thiên Tinh Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh môn. Tất cả mọi người của Thiên Quỷ Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh môn hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn, nhìn qua Lục Thiếu Du đang lơ lửng giữa không trung, sát ý ngập trời, bàn tay vung lên chỉ về phía trước, một cỗ sát khí bắt đầu bắn ra. Huyết tẩy phi linh môn. Nghe tiếng quát lạnh của hai người Tùng Thanh Sơn và HHS, hơn 30 cường giả vũ xuất của hai tông lúc này cũng hét lớn một tiếng, sau đó từng đạo chân khí cường hãn lập tức run run mà dậy, chân khí khuếch tán ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức lắc lư không ngừng, mang theo từng tiếng xe gió u u không dứt mang theo chân khí phô thiên cái địa mà lướt tới. Huyết tẩy phi linh môn. Tiếng hô giết đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung, nháy mắt, sát khí đã tràn ngập phía trên phi linh môn. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, lãnh ý trong mắt ngày càng nặng thêm, ngay lúc cả đám cường giả đó lo thẳng tới thì trường bào vung lên, nói: "Bạch Linh, Đông lão, Độc Long huynh, các ngươi chuẩn bị đi, quánh tỷ, bắt đầu bày trận đi thôi." Lương Bá Quang, hôm nay để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Đồng vô mệnh quát lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy lên, tiếng quát vừa dứt, bàn chân trước dẫm mạnh lên hư không, hắc mang quanh thân tuôn trào dữ dội, lập tức xông mạnh về phía Lương Bá Quang. Sắc mặt của Lương Bá Quang hơi đổi, sau đó linh lực lập tức đầu động, thân ảnh cũng hóa thành một đạo tàn ảnh lao qua nghênh đón, nói, Đông vô mệnh, ngươi chỉ vừa mới đột phá linh vương mà thôi, ta sợ ngươi được chắc. Cũng cùng lúc đó, Yêu nguyên của hai người Bạch Linh và Thiên Độc Long lập tức tuôn ra dữ dội, bàn chân dẫm lên hư không, theo hai người thẳng người mà dậy, yêu nguyên mênh mông nháy mắt cũng bắn ra, cả phiến thiên địa này lập tức lắc lư, khí thế mang theo khiến cho cả không trung cũng rung động. Động thủ. Nhìn thấy hai người Bạch Linh lao thẳng tới, hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn lập tức lao nhanh ra, phân biệt nghênh đón Bạch Linh và Thiên Độc Long, khí thế dẫn theo cũng vô cùng cường hãn. Yêu thú thất giai, hôm nay bản vương nhất định sẽ móc yêu đan của ngươi. Tùng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Thiên Độc Long, trong không khí xung quanh người hắn, lập tức đầy dẫy một cỗ hỏa thuộc tính cường hãn, không gian gợn sóng đều đang lay mạnh. Buồn cười, bản Long Vương hôm nay sẽ bổ sống ngươi. Vai của Thiên Độc Long run lên, bên trong yêu nguyên mênh mông chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tuôn ra dữ dội, cánh tay dương lên, sau đó đánh một quyền về phía Tùng Thanh Sơn, trực tiếp đánh tan không gian gợn sóng ngay trước mặt. Hừ. Tùng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay kết xuất thủ ấn, cư nhiên hoàn toàn khiến không gian gợn sóng trước mặt vạn vẹo, khiến không gian bao phủ và hóa giải yêu khí phô thiên cái địa của Thiên Độc Long. Ầm ầm, sáu đạo thân ảnh lúc này liền lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh trong không trung, sáu người nháy mắt đã giáo thủ, thanh âm nổ tung quanh quẩn trên không trung, sáu người giao thủ trên không, khiến cho không gian trở nên vạn vẹo hoàn toàn, uy thế kinh en người, khiến cho đám đệ tử Phi Linh môn đứng bên dưới nhìn mà cứng họng nhìn chân trối, cường giả cỡ này giao đấu không phải bọn họ có thể xen vào sáu người vừa giao thủ liền không hề khách khí, lúc này năng lượng của Bạch Linh và Hồ Hưng Hải lại hung hăng va mạnh vào nhau giữa không trung tựa như thiên thạch rồi nổ tung, dư ba lực lượng đáng sợ, lan một vòng giữa không trung, trực tiếp chấn vỡ một dãy núi dưới Phi Linh môn, tạo thành vô số vết nứt vỡ, bay đầy trời. Giết, giao thủ cuồng bạo, lúc này cũng không ảnh hưởng gì tới hơn 36 cường giả vũ xuất đang lao. Tới kia, 36 người lăng không bay thẳng tới, uy áp cũng cường hãn tới mức khủng bố kình phong vô biên bắt đầu tàn sát thối quét bốn phương. Mấy ngàn đệ tử của Phi Linh môn đứng bên dưới nhìn thấy thanh thế cỡ này, dưới uy áp giai vị, cả người bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Cương Phong ngự trận. Trong một nháy mắt này, Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh biến động thủ ấn, bên trong Phi Linh môn lập tức có mấy đạo quang trụ phóng thẳng lên trời, chỉ nghe từng tiếng xe gió mà lên, trong đất trời mơ hồ cũng hiện ra chút huyền ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh cuồng phong khổng lồ trực tiếp gào thét trên không trung một cách quỷ dị, cả không trung lập tức run rẩy một hồi, đất trời dường như cũng ảm đạm hẳn ra, rõ ràng là thiên địa biến sắc. Một đạo cuồng phong khổng lồ cũng khủng bố vô cùng xoay chuyển mà dậy, giống như bay thẳng tới chân trời vậy, nó như một cơn gió lốc khổng lồ bao vây phi linh môn ở bên trong, cuồng phong gào thét trong đất trời, nháy mắt liền bao phủ tất cả mọi người vào trong. Cuồng phong gào thét tuôn ra dữ dội, cuối cùng lại móc nối lại với nhau, tạo thành một cơn gió xoáy khổng lồ, trận pháp này xuất hiện trước mắt của nhiều người, trong mơ hồ uy áp khủng bố do cương phong tạo ra khiến cho không ít kẻ phải biển sắc. Có trận pháp, cùng nhau phá trận. Chương 1055, mụ nội nó một. Nội nó. Một sắc mặt của ba mươi mấy kẻ đang lao tới kia lập tức trầm xuống, người của hai tông tới đây không có ai là kẻ yếu kém, lập tức có người liên tục biến ảo thủ ấn, từng đạo chân khí và linh lực tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể, hóa thành lực lượng bàng bạc đập mạnh lên cái cương phong đại trận này. Vù vù, nhất thời, cả đại trận đều run lên ầm ầm, gió mạnh gào thét, không gian gợn sóng tản ra, cương phong đại trận có năng lượng quang mang vô bờ lập tức vạn vẹo ngưng tụ, lúc này đây, khí thế kia tuyệt đối đạt tới trình độ khủng bố. Không nghĩ tới còn có yêu thú thất giai trung kỳ, còn tưởng rằng phải đi tới tổ yêu lâm tìm, không ngờ tới ở đây cũng có. Tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Trong đám người, lão giả ám lam nhìn ra bên ngoài cương phong rồi thì thảo nói. Cương phong ngự trận này chỉ sợ cũng không giữ được bao lâu, nhìn bầu trời bị cương phong bao phủ quỷ tiên tử bạch oánh nói với lục thiếu du chỉ cần một lát là được lục thiếu du nói con át chủ bài có lẽ cũng sắp tới hư không cần liều mạng chỉ sợ bọn chúng cũng không thành công lộc sơn lão nhân lạnh nhạt nói lộc sơn cung phụng bình tĩnh một chút khi nào cần thì ngươi hãy ra tay ánh mắt lục thiếu du khẽ đảo lúc này phía trước có từng đạo công kích đánh xuống cương phong ngự trận của quỷ tiên tử bạch oánh bố trí đã lung lay sắp đổ phanh phanh từng thanh âm bạo liệt quanh quẩn bốn phía. Ngoài phi linh môn, thanh âm vang vọng bực này đã kinh động tới không ít người. Trong đó có không ít thám tử của các thế lực phái tới phi linh môn. Nhìn thấy động tĩnh kinh thiên như vậy không có ai dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vào. Chư vị trưởng lão thiên tinh tông, mọi người cùng nhau ra tay, nếu không khó có thể phá bỏ trận pháp này. Trong thiên tinh tông lúc này có một thanh âm vang lên. Trong những trưởng lão của thiên tinh tông có một Mỹ phụ nhân chừng 40 tuổi tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước cánh tay khẽ phất một cái chúng trưởng lão thiên tinh tông phía sau lập tức dừng công kích mọi người cùng nhau ra tay bên trong thiên tinh tông tất phương sơn khẽ quát lên một tiếng thanh âm vừa dứt mấy chục thân ảnh lập tức nhảy ra chân khí linh lực bùng nổ khí thế cuồng bạo càng thêm mạnh mẽ phá trận mọi người đồng thanh hô lên một tiếng nhanh chóng tự kết thủ ấn lập tức từng đạo công kích nhanh chóng đánh ra cuối cùng hợp lại đánh về phía cương phong đại trận ầm ầm 36 đạo công kích cường hãn hung hăng đệm vào phía trên cương phong đại trận. Phanh phanh, công kích đánh xuống, trên cương phong đại trận to lớn lập tức có gợn sóng khuếch tán, tiếng nổ như sấm vang vọng trong không gian. Phanh phanh, lúc này, kinh phong kinh khủng từ bầu trời khuếch tán. Cương phong đại trận dưới sự hợp lực của đông đảo vũ xuất, trong đó còn có không ít vũ xuất cửu trọng công kích cũng lập tức lung lay, ngay sau đó rốt cuộc cũng không chống lại áp lực, bắt đầu dạn nứt. Cương phong đại trận sắp bị phá, so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn một chút ánh mắt quỷ tiên từ bạch quánh ngưng trọng nhìn về phía trước rồi nói kéo dài thời gian là được rồi khóe miệng lục thiếu du hiện lên nụ cười lạnh ánh mắt nhìn về phía sau hậu sơn phi linh môn lúc này có một hát ảnh như ẩn như hiện đang vọt tới phanh phanh kình phong cuồng bạo bắn ra bốn phía khiến cho không ít địa phương của phi linh môn ở phía dưới bị săn bằng thành bình địa không ít đệ tử cũng bị liên lụy tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong hàng ngũ đệ tử của Phi Linh Môn, vũ tướng và vũ phách cũng có không ít. Thế nhưng lúc này, trước mặt những người có thực lực đứng đầu của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ, Tông thì không có cách nào xen vào được. Nếu xen vào thì quả thực là chịu chết. Trịnh Anh, Hồ Nam sinh cùng các trưởng lão, hộ pháp nổi giận, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn lên trên không trung. Liều, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, huynh muội Hoa Mãn Ngọc, hoa mãn lâu lập tức nhảy ra, chiến ý bùng lên. Sư sư, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng phá không lao tới. Tổng cộng có 6 đạo thân ảnh, chính là đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, còn có Khang Tử Vân, Úc Khánh. 6 người tới nơi không cần hỏi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Giết cho ta. Huyết tẩy Phi Linh Môn. Giữa không trung, cương phong đại trận đã bị phá. 36 đạo thân ảnh cường hãn xuất hiện, trên mặt mang theo sát ý tuyệt đối hiện tại phi linh môn cũng chỉ có hơn chục cường giả mà thôi. Mà dù còn có một quỷ tiên tử bạch quánh vũ vương nhất trọng, thế nhưng trong mắt chúng cường giả của thiên tinh tông và thiên quỷ, tông cũng không quá sợ hãi. Thực lực quỷ tiên tử bạch quánh tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần mấy vũ xuất cửu trọng vây công cũng đủ ngăn chặn quỷ tiên tử bạch quánh. Sau đó có thể trực tiếp vây công vũ xuất của phi linh môn, dùng thực lực hiện tại của hai tông, muốn giết vũ xuất của phi linh môn cũng không phải là việc quá khó. Ánh mắt 36 người quét toàn trường, lấy nhiều thắng ít là chuyện bọn hắn thường làm. Thực lực phi linh môn tuy rằng mạnh, thế nhưng chỉ cần hai tông môn bọn họ liên thủ là hoàn toàn có thể trả đạp. 36 cường giả vũ xuất cười lạnh lẽo, tay cầm binh khí, chân khí trong người bùng ra. Nhanh chóng phóng về chúng cường giả phi linh môn. 36 đạo khí tức cường hãn xuất hiện. Tất cả mọi người trong phi linh môn cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này chỉ có ba người lục thiếu du, tiểu long cùng với lục tâm đồng là nở nụ cười lạnh lẽo. Giết cho ta, huyết tẩy phi linh môn phía xa, Tùng Thanh Sơn đang chiến đấu kịch liệt cùng với Thiên Độc Yêu Long, thế công vô cùng mạnh mẽ khiến cho không gian tràn ngập hỏa diễm. Nhìn thấy trận pháp của Phi Linh Môn đã bị phá hắn liền quát lớn một tiếng. Không diệt Phi Linh Môn, trong lòng hắn không thấy thoải mái. "Con mẹ ngươi, thích chơi nhiều người sao?" Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng. Hắn luôn bị áp chế xuống hạ phong, nhiều lần công kích đều chật vật tránh đi. Dưới hình người này hắn không thể nào phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên trong lòng vô cùng giận dữ tiếng quát vừa dứt lập tức có một tiếng giống vang lên. Ngao. Lúc này, tiếng giống xuyên qua tầng mây cao vút. Hắc mang từ trong thân thể thiên độc yêu long tuôn ra, dưới hắc mang bao phủ uy thế tăng lên mạnh mẽ, sau. Đó lập tức hóa thành một đầu hắc long khổng lồ. Quanh thân có hắc vụ đậm đặc, khiến cho không gian chung quanh vạn vẹo, rồi bị nhuộm thành màu đen. Bản thể của hắn lúc này vô cùng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có một đôi long giác. Trên hai chiếc sừng giống như răng cưa này tỏa ra uy thế bá đạo toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm tỏa ra lưu quang quanh quẩn. Độc Long cung phụng hóa ra là yêu thú thất giai, còn là yêu thú thất giai Long tộc a. Chương 1056, mụ nội nó, hai. Nội nó, hai trời. Độc Long cung phụng hóa ra là yêu thú Long tộc. Bản thể Thiên Độc Yêu Long xoay quanh không trung, thân hình khổng lồ cuồn cuộn tỏa ra uy áp bằng bạc. Lúc này tất cả đệ tử Phi Linh môn ở phía dưới lập tức sợ hãi than. Ngao, thiên độc yêu long lại gầm lên một tiếng vang vọng không gian. Lúc này ở một nơi cách đó không xa truyền đến tiếng yêu thú rít gào. Giống. Ngao. Ô, phía xa trong không trung lập tức có thanh âm yêu thú giống lên truyền tới. Trên không trung đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mà ngay cả 36 cường giả vũ xuất kia cũng bước chậm lại, từng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, trên không trung kia khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp chế tuyệt đối. Sư sư, Gợn sóng trong không gian ngày càng kịch liệt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ trong nháy mắt có một đám bóng đen xuất hiện, hình dáng yêu thú hiện ra. Là một đàn yêu thú. Ánh mắt quỷ tiên tử bạch quánh biến đổi, sắc mặt đại biến. Ngay khi thanh âm quỷ tiên tử bạch quánh vừa dứt, phía xa có vô số yêu thú khổng lồ hiện lên, một cỗ khí tức bắt đầu phóng ra. Thể tích mỗi một đầu yêu thú đều không ít hơn 600 thước, giống như một ngọn núi lớn, Tỉ mỉ đếm thì trong bầu trời lúc này có 66 thân ảnh khổng lồ. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng thú giống vang lên, yêu khí ngập trời mang theo uy thế kinh người. Năm đầu yêu thú đi đầu khí tức tỏa ra càng thêm cường hãn tới cực điểm khiến, cho sắc mặt đám người thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân, lưu tinh hà đại biến. Năm đầu yêu thú phía trước chính là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Tổng cộng có 66 đầu yêu thú lục giai. Đám người lộc sơn lão nhân hít sâu một hơi, 66 đầu yêu thú lục giai, đây là cái khái niệm gì? Tương đương với 66 cường giả vũ xuất, trong đó năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong kia chỉ sợ là vũ vương, nhất trọng gặp phải cũng phải đi đường vòng. Như thế nào lại có nhiều yêu thú như vậy? Trời, đều là yêu thú lục giai. Lúc này đám người Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân còn có mấy nghìn đệ tử phi linh môn phía dưới đều vô cùng kinh ngạc. 66 đầu yêu thú lục giai đã đem nửa bầu trời bao phủ, khiến cho không trung lờ mờ. Giờ phút này 36 vũ xuất của Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía trước. Mà ngay cả Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn còn có Lương Bá Quang đang kịch chiến với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, kinh ngạc không thôi. Bái kiến yêu vương, bái kiến chủ nhân. 66 đầu yêu thú khổng lồ đều khôi phục bản thể, một đường nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này cả đám xoay quanh không trung, yêu khí ngập tràn bầu trời nhanh chóng hành lễ với thiên độc yêu long và lục thiếu du nhìn thấy chúng yêu thú, quỷ tiên tử bạch quánh nhanh chóng nhìn về phía lục thiếu du. Lục sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ cũng nhanh chóng nhìn về phía lục thiếu du. Quánh tỷ, những yêu thú này đều là con át chủ bài của yêu đường, đều do độc long cung phụng thu phục được, cũng coi như thực lực của phi linh môn. Lục thiếu du mở, miệng cười, nhàn nhạt nói với mọi người, là thực lực của phi linh môn ta sao? Nghe lục thiếu du nói vậy ánh mắt mọi người không khỏi run lên, vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi lập tức chuyển thành mừng rỡ vừa rồi phi linh môn còn bị đám người thiên tinh tông, thiên quỷ tông áp chế, trong nháy mắt xuất hiện 66 đầu yêu thú này, hiện tại phi linh môn hoàn toàn có thể trà đạp hai tông này trên phương diện nhân số. Mí mắt quỷ tiên tử bạch quánh nhảy lên, nở nụ cười khổ, khó trách tiểu tử này vẫn vô cùng bình tĩnh. Hóa ra là có chỗ dựa vào khủng bố như vậy. Nghe rõ cho bổn vương, đánh chết những kẻ xâm phạm phi linh môn. Còn mẹ nó, một tên cũng không buông tha. Thiên độc yêu long lạnh lùng giống to, trong cái miệng to lớn kia khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra. Vâng, yêu vương. 60 đầu yêu thú khổng lồ đáp, Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết Sỉ yêu ngạc, Cự Đầu yêu giao, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ phóng lên cao. "Giống giống." Trong nháy mắt uy áp tỏa ra, thân hình to lớn của đám yêu thú lập tức đánh về phía 36 vũ xuất đang kinh hãi của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông. "Ngao ngao." Trong Phi Linh môn, Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hồ, Quỷ hỏa yêu giao còn có tọa kỵ cửu đầu yêu giao của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng hóa thành bản thể khổng lồ lao thẳng về không trung 36 vũ xuất của thiên tinh tông và thiên quỷ tông lúc này đang vô cùng kinh hãi bọn hắn quả thực không nghĩ tới trong phi linh môn lại có nhiều yêu thú khủng bố như vậy hồ hưng hải tùng thanh sơn lương tán cũng thật không ngờ tới trong phi linh môn lại có cỗ thực lực khủng bố như vậy 66 đầu yêu thú lục giai tương đương với 66 cường giả vũ xuất, Huống chi trong đó còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trung kỳ, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, quả thực quá kinh khủng. Giết cho ta, người xâm phạm phi linh môn giết không tha. Giờ phút này, sát ý trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu khởi động. Chân khí bằng bạc trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về không trung. Hừ, hôm nay ta cũng muốn giết mấy tên. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lúc này có một cỗ khí thức mạnh mẽ tràn ra thân thể nhỏ nhắn lúc này bành trướng, liền phóng theo lão đại của mình. Chi chi, trước người lục tâm đồng, phi thiên ngô công cũng khôi phục lại bản thể, lục tâm đồng cũng nhanh chóng cưỡi tọa kỵ của mình bay về phía trước. Quanh thân có hắc vụ bao phủ, khiến cho không gian tràn ngập kịch độc. Mặc dù hiện tại lục tâm đồng chỉ là linh xuất nhị trọng, thế nhưng nếu liều mạng thì ngay cả vũ xuất ngũ trọng, lục trọng cũng không làm gì được nàng. Giết con mẹ nó. Có 66 đầu yêu thú lục giai trợ trận, Đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng cũng lập tức hét lớn một tiếng, chân khí tuôn ra, một cỗ khí tức cuồng bạo xuất hiện, thân thể lao thẳng về phía trước. Đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoàng phủ Kỳ Tùng lúc này cũng cực kỳ kích động. Ai có thể nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt trưởng môn lại tiếp tục khiến cho mọi người kinh hỉ? Chân khí, linh lực tuôn ra, từng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên phía trước. Phanh phanh phanh. Tuy nói dài dòng như vậy thế nhưng mọi chuyện chỉ trong chớp mắt cả không trung tràn ngập thanh âm bạo liệt. Cường giả trong Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông vừa rồi còn hung hăng càn quấy tràn ngập sát khí lúc này, sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Tất Phương Sơn, chịu chết đi. Trong hỗn chiến, thân ảnh Quỷ Tiên Tử Bạch oánh lập tức xuất hiện trước người Tất Phương Sơn, của Thiên Tinh Tông, sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát ý tuôn ra. Cổ tay trắng nõn dương lên một đạo phong nhận trực tiếp cắt vỡ không gian bắn thẳng về phía Tất Phương Sơn. Chương 1057, Diễm Băng Song Suất. Em băng song suất, Lú này tất phương sơn muốn chạy trốn thế nhưng căn bản trốn không thoát. Trên phương diện tốc độ hắn không bằng quỷ tiên tử bạch quánh cho nên lúc này, chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Chết đi! Thân ảnh lục thiếu du như quỷ mị tiến vào trong đám người, trực tiếp tìm tới một vũ xuất nhị trọng dường như là của thiên quỷ tông. Vũ xuất nhị trọng này dường như cũng biết lục thiếu du không dễ chọc cho nên, lập tức chạy trốn. Thế nhưng trên phương diện tốc độ, hắn đâu phải là đối thủ của lục thiếu du. Vô luận là thực lực hay tốc độ, một vũ xuất nhị trọng như hắn đều kém lục thiếu du quá nhiều. Thân ảnh lục thiếu du như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo thủ ấn chừng trăm thước. Đạo thủ ấn này xuất hiện khiến cho cả không gian giờ phút này đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khoách tán, sóng gợn trong không gian liền bị đông cứng lại, hàn tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc này, vũ xuất nhị trọng kia đang kinh hãi bỏ chạy. Thế nhưng khi cỗ hàn khí này lan tới trước người hắn, hắn càng cảm thấy bản thân mình không thể nào chống lại uy thế cường hãn này cho nên, chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Thế nhưng tốc độ của vũ xuất nhị trọng này vẫn quá chậm. Lúc hắn bất đắc dĩ dùng trường kiếm trong tay mình đánh ra một kích, trường kiếm mang theo kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ trước người hắn. Chân khí bạo phát, kiếm quang lập tức khuếch tán. Vô số kiếm quang tạo thành những đạo tàn ảnh giống như hồng thủy chút xuống, ngăn chặn không gian trước người hắn. Hàn băng trưởng, tất cả vô cùng nhanh chóng, Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, đạo trưởng ấn khổng lồ kia hiện lên, không có chút đình trệ nào trưởng ấn mang theo uy áp tuyệt đối, cùng với năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía Vũ Suất, nhị trọng kia. Nơi trưởng ấn đi qua không gian dường như đóng băng, cả không gian đông cứng lại vô cùng quỷ dị. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra. Không ít người giao thủ chung quanh lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Sư, ngay lập tức kiếm quang vô thiên cái địa kia cũng bị đóng băng. Ngay sau đó Vũ Suất nhị trọng này cũng bị đóng băng hàn khí lạnh thấu xương khoách tán lập tức cả không gian bị đóng băng bắt đầu bạo liệt phanh phanh từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian một cỗ kinh khí ầm ầm khoách tán trong không trung vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bị đánh chết thân hình bị đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ hai vị trưởng lão diễm băng nhanh chóng đánh chết tiểu từ lục thiếu du kia đi phía xa tùng thanh sơn hét lớn một tiếng hừ tốt hơn ngươi nên thành thật một chút thiên độc yêu long được bao phủ bởi một tầng hắc vụ đậm đặc hử lạnh một tiếng râu rồng dựng lên giống như xuyên thấu không gian hai cái sừng trên đầu lóe ra hàn mang lạnh lẽo cùng với khói độc ngập trời tràn ra thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen sông tới tùng thanh sơn dưới công kích này của thiên độc yêu long tùng thanh sơn không còn nhẹ nhõm nữa thiên độc yêu long đã khôi phục bản thể dựa vào bản thể cường hãn cùng với kịch độc khiến cho tùng thanh sơn cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ phanh phanh chỉ trong nháy mắt, trong không trung có hai đạo thân ảnh vọt tới ngăn trước người Lục Thiếu Du. Hai người này tuổi chừng 40, một nam một nữ. Nữ dường như già hơn nam thế nhưng vô cùng vũ mị, nam tử thì dáng người trắng kiện. Khí tức quanh thân hai người rất là mạnh mẽ. Hai người vừa xuất hiện, sát ý trong mắt ngập tràn. Nam dùng đao, nữ dùng kiếm nhanh chóng bổ về phía Lục Thiếu Du. Nơi đao mang cùng với kiếm mang đi qua sóng gợn trong không gian vang tung tóe sóng gợn trong không gian bị bổ thành hai nửa lan tràn ra chung quanh đây là diễm băng song xuất sao ánh mắt lục thiếu du trầm xuống công kích của hai người như thủy triều tới khiến cho hắn không khỏi kinh hãi thực lực hai người này đều là vũ xuất cửu trọng uy lực một kích của hai người không cần nói cũng biết đối mặt với vũ xuất cửu trọng lục thiếu du cũng không có chút nắm chắc nào huống chi lúc này còn đồng thời đối mặt với hai vũ xuất cửu trọng sắc mặt hắn lập tức khó coi trưởng môn để ta ngăn chặn độ yến này Giờ phút này, Thanh Hỏa lão quỷ lập tức phóng tới. Trong nháy mắt ánh mắt âm hàn bắn ra, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình giống như quỷ mị đánh về phía phụ nhân kia. Chân khí cường hãn, mà nóng bỏng đột nhiên từ trong cơ thể khuếch tán ra khiến cho không gian nóng bỏng. Một chưởng đánh ra trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo lao về phía kiếm quang kia. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi còn dám xuất hiện? Đừng quên lúc trước là kẻ nào chạy trối chết như một con chó. Vị phụ nhân này hét lớn một tiếng, kiếm quang phân ra chém thẳng về phía trường ấn mắt thấy một đạo đao mang đánh xuống cho dù thanh hỏa lão quỷ đã ngăn chặn đỗ yến kia thế nhưng lúc này trong lòng lục thiếu du vẫn cực kỳ ngưng trọng vũ xuất cửu trọng tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải chỉ là lúc này cũng không phải là lúc lục thiếu du do dự đao mang đang nhanh chóng chém tới trước mặt thanh linh khải giáp lục thiếu du thấp giọng quát quanh thân lập tức có một cỗ quang mang tuôn ra một bộ áo giáo trong nháy mắt xuất hiện bao phủ toàn thân một thanh huyết đao xuất hiện trong tay hắn cùng với một cỗ chân khí cuồng bạo thuộc tính thổ xoay tròn quanh người lục thiếu du. Gợn sóng trong không gian lúc này bị gạt ra chung quanh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thế nhưng khi đao mang của đại hán kia đánh tới phía trước, không gian chung quanh đao mang vang lên tiếng xé gió đêm, theo một cỗ kình khí đáng sợ lại không tạo ra gợn sóng nào, ở nơi đao mang đi qua. Lục thiếu du có thể mơ hồ thấy được, gợn sóng chung quanh đao mang đã trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Hàn ý trong mắt lục thiếu du hiện lên, lục thiếu du nhanh chóng huy động huyết lục một cỗ khí tức bàng bạc cuồng bạo ngưng thực nhanh chóng bao phủ thiên địa thân hình lục thiếu du cong lại miệng khẽ quát nhẹ một tiếng đồng thời huyết lục trong tay được bổ ra liệt thiên cửu kích một tiếng quát lạnh từ trong miệng lục thiếu du truyền ra lúc này trên huyết lục có một đạo đao mang quỷ dị giống như một quả bom đột nhiên bộc phát từ trên huyết lục phát ra thanh âm bạo liệt đao mang nhanh như thiểm điện xuyên qua không gian bắn về phía trước khiến cho cả không gian trực tiếp run rẩy Đao mang này chia ra làm chín, rồi lại hợp thành một. Nơi đao mang đi qua gợn sóng trong không gian trực tiếp hóa thành cho tàn. Những đỉnh núi phía dưới trong phạm vi của phi linh môn trực tiếp bị vỡ nát. Cảm nhận lực lượng trên một đao của lục thiếu du, sắc mặt đại hán vũ xuất cửu trọng kia cũng vô cùng kinh ngạc. Lục thiếu du này rõ ràng chỉ có tu vi vũ xuất, tứ trọng mà có thể thi triển ra một đao khủng bố như vậy. Quan trọng nhất chính là không ngờ đao này lại mang theo năng lượng thuộc tính bằng bạc. Chương 1058, con bài chưa lật y chưa lật. Trong nháy mắt hai đạo đao mang giống, như hai khỏa lưu tinh dùng một tốc độ khủng bố va chạm vào một chỗ. Khi hai đạo đao mang va chạm với nhau, lập tức khiến cho không gian vạn vẹo như sắp bị nghiền nát. Phanh phanh, kinh khí bắn ra bốn phía. Lúc này không gian vạn vẹo tới cực điểm, chỗ hai đạo đao mang va chạm không gian dường như bị bổ ra, khí tức ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Phanh, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian, khí tức cuồng bạo lan tỏa, kinh khí khủng bố tràn ngập không gian. Sư sư, dưới kinh khí ngập trời, lục thiếu du dường như bị một cỗ lực lượng đánh vào, thân thể bị đánh bay về phía sau. Huyết khí nhộn nhạo, huyết lục trong tay bị dư lực đánh vào phát ra thanh âm ông ông. Sư, một kích toàn lực của lục thiếu du ít nhất cũng phải bằng công kích của vũ xuất, bát trọng đỉnh phong. Dù trên phương diện phòng ngự lại vô cùng cường hãn, thế nhưng đối mặt với một đạo công kích của vũ xuất, cửu trọng lúc này hắn cũng đã bị thương chân khí trong cơ thể sôi sục yết hầu cảm thấy ngọn ngọt hắn cố gắng nuốt máu trong cổ họng xuống khục trước không trung thân hình của đại hán kia cũng không tự chủ được mà phải lui về phía sau mấy bước thân thể run lên sắc mặt vô cùng kinh ngạc tuy rằng hắn đã nghe nói qua lục thiếu du này bất phàm chỉ một kích vừa rồi hắn đã đoán được thực lực của lục thiếu du là vũ xuất tứ trọng dù có bất phàm thế nào cũng khó có thể chống lại hắn thế nhưng không những lục thiếu du này có thể chống lại mà có thể đem hắn đẩy lùi một bước thực lực này chỉ sợ cũng không kém vũ xuất bát trọng vừa mới đột phá vũ xuất cửu trọng bao nhiêu mà lục thiếu du mới chỉ là vũ xuất tứ trọng vũ linh khí huyền cấp quả nhiên bất phàm có kết quả như vậy đại hán này cũng chỉ quy cho vũ linh khí trong tay lục thiếu du ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam lão đại thân ảnh nhỏ nhắn của tiểu long lập tức đi tới bên người lục thiếu du rồi quan tâm hỏi lão đại huynh không sao chứ ta không sao cố gắng bình ổn chân khí trong cơ thể lục thiếu du nhìn đại hán phía trước rồi nói diễm băng song suất này quả thực bất phàm một kích toàn lực vừa rồi của hắn cũng không thể lay động mảy may tới người kia một kích này có lẽ ngay cả vũ xuất bát trọng cũng phải bị thương ầm ầm giờ phút này đại chiến kịch liệt nhất vẫn là bạch linh và hồ hưng hải thiên độc yêu long và tùng thanh sơn thôi hồn độc suất đông vô mệnh và lương bá quang giữa không trung thân ảnh mấy người như quỷ mị không ngừng xuất hiện rồi biến mất mỗi một lần tiếp xúc đều tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cỗ kinh khí cuồng bạo khoách tán không ngừng tạo thành thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng trên bầu trời. Chiến đấu kịch liệt bực này khiến cho người của Phi Linh môn phía dưới líu lưỡi không thôi. Đám người phía xa chạy tới xem xét lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Giữa không trung tràn ngập thanh âm chém giết, yêu khí ngập trời, chân khí bạo phát, linh lực tuôn ra. Dưới sự vây công của 70 đầu yêu thú lục giai cùng với hơn 10 vũ suất, của Phi Linh Môn, cường giả Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông đã bắt đầu đánh. Chả không xuể, rơi vào thế hạ phong. Người tới tuyệt cảnh đều dốc sức liều mạng, muốn đánh chết đối phương thì độ khó lớn hơn một chút. Nhưng chiếu theo tình huống hiện tại thì giết chết hết cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Dù sao trên phương diện thực lực, cường giả Phi Linh Môn đã tăng thêm 70 đầu yêu thú lục giai, đủ để trà đạp vũ suất của hai tông. Không chỉ phương diện nhân số mà phương diện thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cảnh tượng trên không trung khiến cho đệ tử Phi Linh, môn vô cùng kinh hãi tới mức líu lưỡi. Thế nhưng cũng có không ít người phải dậm chân, bọn họ muốn lên đài nhưng cũng không có cách nào, bởi vì thực lực quá yếu nên chỉ có thể đứng dưới xoa tay không ngừng mà thôi. Không nghĩ tới phi linh môn lại có thực lực như vậy, quả thực quá khủng bố. Vài chục đầu yêu thú lục dai, còn có năm đầu dường như là lục dai hậu kỳ đỉnh phong. Hai sơn môn thiên quỷ tông, thiên tinh tông lần này liên thủ có lẽ không những không trộm gà được, mà còn mất nắm gạo. Quả thực phi linh môn che giấu quá sâu a. À sợ rằng ngay cả người của thiên tinh tông và thiên quỷ tông cũng không có nghĩ tới phi linh môn lại có nhiều yêu thú lục giai như vậy cũng không biết bọn họ thu phục được ở đâu liệu có quan hệ với vạn thú tông hay không chỉ sợ ngoài vạn thú tông ra không có sơn môn nào khác có nhiều yêu thú như vậy phía xa không ít người thấp giọng nghị luận ánh mắt nhìn vào cảnh tượng rung động phía trên không trung khi bên ngoài đang kịch chiến thì bên trong mật thất ở đại điện phi linh môn lại có một thân ảnh hư ảo cùng với một thân ảnh giả nua đang khoanh chân ngồi bên ngoài có chút phiền phức tiểu tử này lại gây phiền toái rồi thân ảnh nhìn qua có chút giả nua nói thế nhưng tinh quang trong mắt người này đủ để khiến cho người nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần một chút phiền toái nhỏ mà thôi để cho hắn tự mình giải quyết đi muốn trở nên mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi thân ảnh hư ảo nói tiếp chung quanh còn có cường giả chưa ra tay tới lúc đó nhìn tiếp không nghĩ tới lại cũng có người giống như ta quả thực có chút ngoài ý muốn thân ảnh giả nua kia nói Hẳn là cưỡng ép đột phá, tâm tính không đủ khiến cho tàu hỏa nhập ma. Có thể còn nghiêm trọng hơn ngươi. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ có biện pháp. Thân ảnh hư ảo nói. Không sao, dù sao cũng lâu như vậy rồi. Thân ảnh già nua kia khẽ thở dài nói. Thanh hỏa lão quỷ, tránh ra cho ta. Trên không trung phi linh môn, lúc này phụ nhân trong diễm băng song xuất quát lên một tiếng trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát. Trong kiếm quang này mang theo hàn khí khiến cho gợn sóng chung quanh đều biến thành màu trắng. Phá! Thanh Hỏa lão quỷ cũng không dám kinh thường. Đỗ Yến này là vũ xuất cửu trọng, hiện giờ cơ hồ đã tới vũ xuất, cửu trọng đỉnh phong cho nên hắn càng không dám khinh thường. Chân khí nóng bỏng tuôn ra, trong tay nhanh chóng có một đạo trường ấn xuất hiện rồi đánh về phía trước. Một trường này đánh ra lập tức có một cỗ năng lượng nóng bỏng tràn ngập không trung khiến cho không gian lắc lư kịch liệt trường ấn trực, tiếp xuyên qua không gian, ầm ầm va chạm vào kiếm quang. Phanh phanh, kiếm quang, trường ấn va chạm vào nhau, kinh khí ngập trời trong nháy mắt tràn ra trực tiếp khiến cho không gian vạn vẹo. Thanh thế bực này khiến cho đám người phía dưới sợ hãi. Không ít đệ tử phi linh môn phía dưới lúc này từ xa nhìn lại cũng phải líu lưỡi. Khục khục. Trong tiếng bạo liệt này thân ảnh thanh hỏa lão quỷ trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, trên phương diện thực lực hắn vẫn kém một chút. Chương 1059, Viêm Hỏa Thú Ảnh 1. A Thú Ảnh. Một sư. Thừa dịp này Đỗ Yến nhanh chóng tới bên người Lương Tán. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị. Lương Tán quay sang nói với Đỗ Yến bên cạnh. Chúng ta liên thủ, nhanh chóng đánh chết hắn. Đỗ Yến cũng đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du và phu quân nàng giao thủ. Vũ xuất tứ trọng có thể chống lại phu quân nàng khiến cho ánh mắt nàng nhìn Lục Thiếu Du, vô cùng lạnh lẽo cùng với kinh ngạc. Hai phu thê nhìn nhau, lập tức chân khí trên người bộc phát, chân khí thuộc tính hỏa quanh người lương tán bùng lên khiến cho không gian chung quanh nóng bỏng mà quanh thân độ yến lúc này vô cùng lạnh lẽo xung khắc như nước với lửa thế nhưng lúc này dưới sự liên thủ của hai người khí thức bạo tăng uy thế lập tức kéo lên không ít lục thiếu du nhướng mày hợp kích chi thuật của hai người này quả thực có chút bất phàm chịu chết đi trong nháy mắt phu thê diễm băng song xuất hét lớn một tiếng đao kiếm giơ lên rồi chém xuống hai đạo kiếm quang đao quang một trái một phải vô cùng quỷ dị DNA hát về phía trước, đao kiếm giao nhau trực tiếp xé rách không gian, kiếm quang giống như linh xà xuất động, đao quang giống như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp bắt về phía Lục Thiếu Du. Thanh Hỏa Cung phụ, Tiểu Long, các ngươi ngăn hai người này lại một chút. Lục Thiếu Du nhíu mày, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Thực lực của Thanh Hỏa lão quỷ Lục Thiếu Du biết, có thể chống lại một người đã là cực hạn, mà thực lực Tiểu Long đương nhiên không đủ thế nhưng dựa vào bản thể cường hãn lúc còn ở ngũ giai hậu kỳ, cũng đủ để chống lại vũ xuất cửu trọng. Lúc này nó đã đột phá lục giai chỉ sợ càng không thành vấn đề. Mà bản thân hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Không thành vấn đề. Ánh mắt thanh hỏa lão quỷ trầm xuống, thân hình gầy như que củi kia lại bắn về phía trước. Chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo lập tức tuôn ra. Quanh người trong nháy mắt được bao phủ bởi một đám hỏa diễm màu xanh. Ngao! Cùng lúc đó quanh thân tiểu long tràn ngập quang mang, miệng khẽ giống lên một tiếng, thanh âm khoách tán ra chung quanh mang theo uy áp cực lớn. Chỉ trong nháy mắt tiểu long cũng đã lập tức hóa thành bản thể. Thân thể khổng lồ xuất hiện trong không trung. Thân thể nó dài chừng 600 thước, toàn thân được bao bọc bởi lân phiến màu vàng, tràn ngập hỏa diễm. Phía dưới có năm long chảo dài mấy mét. Chiếc vuốt lớn nhất như một thạch trụ tràn ngập khí tức cường hãn. Mơ hồ có thể nhìn thấy được không gian phía dưới long trào vạn vẹo có tiếng sấm y ủng chấn động nhâm tâm vang lên bản thể tiểu long xuất hiện lập tức có một khí tức nóng bỏng tới tận cùng tràn ngập trong khí tức này ẩn chứa một cỗ uy áp không thể kháng cự loại uy áp này tới từ trong linh hồn huyết mạch tiểu long khôi phục bản thể trong nháy mắt này tất cả những cường giả đang kịch chiến xung quanh đều ngừng lại linh hồn run rẩy lúc này toàn thân mấy chục đầu yêu thú lục giai xung quanh cũng run rẩy trên thân tiểu long lúc này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho tất cả những yêu thú khác không thể kháng cự Loại uy áp này tới từ sâu trong linh hồn và huyết mạch. Bái kiến yêu hoàng, trường ngao yêu giải, hổ bối yêu quy, thiết, xỉ yêu ngạc, cự đầu yêu giao cũng tất cả những yêu thú chung quanh hành lễ, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Bọn chúng thần phục với thiên độc yêu long là bởi vì thiên độc yêu long là yêu vương của bọn chúng, là vương giả của bọn chúng. Thế nhưng lúc này, cảm nhận khí tức trên người tiểu long khiến cho bọn chúng trực tiếp thần phục. Yêu hoàng, bên trong phi linh môn còn yêu hoàng nhất tộc hay sao? trong thiên tinh tông, thiên quỷ tông, sắc mặt mấy cường giả vũ xuất đại biến. Dường như bọn họ cũng biết được một ít chuyện của yêu hoàng nhất tộc. Nhìn qua bản thể tiểu long lục thiếu du cũng vô cùng bất đắc dĩ mới để cho tiểu long, khôi phục lại bản thể. Thân phận của tiểu long, khiến cho lục thiếu du không dám tùy tiện để cho nó khôi phục bản thể, miễn cho lúc đó trêu chọc tới người của linh hoàng và yêu hoàng nhất tộc. Giờ phút này sắc mặt lục thiếu du vô cùng ngưng trọng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Ngao! lúc tiểu long lộ ra bản thể thì không gian chung quanh lúc này lập tức gió nổi mây phun thân hình khổng lồ trực tiếp đánh về phía diễm băng song xuất kia long chảo đánh thẳng về phía trước gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp cứng lại viêm hỏa thú ảnh thủ ấn trong tay thanh hỏa lão quỷ không ngừng biến hóa chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo tuôn ra trên tay phải hắn lúc này có một cỗ chân khí thuộc tính hỏa tràn ngập cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức nóng bỏng khí tức cường hãn khuếch tán trực tiếp bao phủ không gian năng lượng bằng chân khí thuộc tính hỏa cuồng bạo tuôn ra đồng thời nhanh chóng bành trướng, trực tiếp hóa thành đám hỏa diễm khổng lồ trong không gian. Ở giữa không gian trực tiếp bị xé mở tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng. Không khí chung quanh lúc này bị xé thành đôi. Mà tự uy thế này có thể thấy được đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Ngao. Trong ngọn lửa khổng lồ lúc này có một đầu hỏa lang, khổng lồ chừng 500 thước lao ra mang theo uy thế cường hãn bắn về phía Diễm Băng, song xuất kia Giờ phút này, đao quang kiếm quang của Diễm Băng song suất cũng lập tức đánh xuống. Đao quang kiếm quang trực tiếp đan vào nhau khiến cho cả không gian như bị nghiền nát. Ngay sau đó, mấy đạo công kích này trực tiếp va chạm vào cùng một chỗ. Phá! Thanh Hỏa lão quỷ khẽ quát một tiếng. Đầu hỏa lang khổng lồ kia bỗng nhiên hóa thành một cơn sóng lửa khổng lồ rồi nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng khoét tán trong bầu trời. Dưới nhiệt độ đáng sợ này, hơi nước trong không gian bắt đầu bốc lên, gợn sóng trong không gian đều biến thành màu đỏ một thanh âm bạo liệt cực lớn bắt đầu từ trên không trung vang vọng ra. Ngao! Long chảo của tiểu long cũng vỗ xuống như xé rách không gian, kinh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, một ngọn hỏa diễm màu vàng từ trong miệng nó phun ra càng khiến, cho nhiệt độ chung quanh tăng lên, hỏa diễm dường như trực tiếp đốt cháy không gian vậy. Phanh phanh! Đao mang, kiếm quang! Hỏa diễm, mấy đạo năng lượng này khoách tán tạo thành thanh âm bạo liệt trên không trung, cùng với đó là không gian rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng đỏ chót tán loạn ra chung quanh, hỏa lãng khuếch tán, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đao quang, kiếm quang bị đốt cháy thành hư vô. Đồng thời cũng có, kinh khí bàng bạc trực tiếp khuếch tán đập vào người tiểu long, cùng thanh hỏa lão quỷ rồi diễm băng song suất. Một kích liên thủ của hai người so với vũ suất, cửu trọng bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Uy lực tương đương với vũ vương nhất trọng. Phanh! Kinh khí bàng bạc đột nhiên va chạm vào ngọn lửa màu xanh quanh người thanh hỏa lão quỷ. Một cỗ năng lượng tức thì rung động rồi bạo phát, Ngọn lửa màu xanh của Thanh Hỏa lão quỷ lập tức nổ tung, cả người Thanh Hỏa lão quỷ bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, huyết khí trong cơ thể cùng loạn, cố gắng nuốt máu tươi trong cổ họng xuống. Chương 1060, Viêm Hỏa thú ảnh 2, A à, thú ảnh, hai sư. Thân hình khổng lồ của Tiểu Long cũng bị đánh bay ra xa hơn. Thế nhưng kình khí cuồng bạo kia đánh vào trên thân thể Tiểu Long, cũng không có một chút tác dụng nào. Thân hình khổng lồ vặn vẹo rồi lập tức lao thẳng về phía trước thực lực của nó tuy rằng không đủ thế nhưng trên phương diện phòng ngự thì tiểu long vô cùng mạnh mẽ muốn làm bị thương nó chỉ sợ vũ vương nhất trọng bình thường cũng không làm được huống chi lúc này tiểu long đã một lần nữa biến hóa lực phòng ngự dường như cũng mạnh hơn không ít thanh hỏa lão quỷ cũng cắn răng tiến lên chân khí cuồng bạo tuôn ra một lần nữa ngăn cản diễm băng song suất trên bầu trời thân ảnh ba người một thú một lần nữa đối đầu với nhau thanh âm kinh thiên vang vọng không trung lúc này cả không gian to lớn trực tiếp chấn động, gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Những yêu thú chung quanh cùng với cường giả nhân loại khác gần đó, cũng tự giác tránh ra xa một chút. Phía sau, trận chiến lục thiếu du đang đánh ra từng đạo thủ ấn, một cỗ khí tức quỷ dị hội tụ tới. Thủ ấn biến hóa, không gian quanh người hắn gợn sóng trực tiếp chấn động, khí tức bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Cách đó không xa, ánh mắt diễm băng sóng xuất vẫn luôn tập trung lên người lục thiếu du, hai người lúc này cũng cảm giác được khí tức trên người lục thiếu du có biến hóa, dường như cũng dự đoán được lục thiếu du đang chuẩn bị công kích gì đó. thế nhưng dưới sự dây dưa của thanh hòa, lão quỷ và tiểu long bọn họ không có cách nào thoát khỏi. hết thảy những chuyện này hiện tại lục thiếu du cũng không có cách nào để ý tới. bây giờ hắn đang toàn tâm ngưng tụ vũ khí, ngưng thần tĩnh khí. trong tay lục thiếu du đang hiện lên từng vòng cung huyền ảo, không gian quanh người được bao phủ bởi tia sáng chói mắt, chân khí nhanh chóng tuôn ra giống như là có ngàn vạn con ngựa từ trong cơ thể phi ra vậy rồi trong bàn tay phải của lục thiếu du xuất hiện hào quang bảy màu vô cùng kỳ dị sau đó có một đầu phượng hoàng bằng năng lượng xuất hiện đầu phượng hoàng này toàn thân đỏ tươi giống như là hỏa diễm hai cánh mở ra mang theo hỏa diễm tràn ngập khiến cho không gian chung quanh lắc lư tiếp theo trên tay trái lục thiếu du thủ ấn cũng nhanh chóng kết xuất tạo ra một đạo quang mang hắc sắc rồi ngưng tụ thành một đầu yêu thú bằng năng lượng toàn thân yêu thú bằng năng lượng này được bao phủ bởi lân phiến màu đen thân hình giống rùa thế nhưng lại có một đầu mãng xà xoay quanh phía trên lưng rùa, hai yêu thú cùng chung một thể xác. Rùa rắn tương giao, giống như vật còn sống mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Khí tức năng lượng bàng bạc giờ phút này lặng lẽ tràn ra chung quanh. Phu, lục thiếu du hít sâu một hơi, rồi nhìn hai đầu yêu thú bằng năng lượng trên hai tay mình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau đó lập tức lòng bàn tay nâng lên, đem hai đầu yêu thú dung hợp. Thứ lục thiếu du đang thi triển chính là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Dung hợp Huyền Vũ Quyết cùng với Chu Tước Quyết, đây cũng là công kích mạnh nhất mà hiện tại Lục Thiếu Du có thể thi triển ra. Lần trước ở Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du thi triển Chu Tước, Huyền Vũ Quyết này chỉ là vũ tướng mà, thôi thế nhưng cũng trực tiếp chống lại được Thôi mệnh phán quan bằng năng lượng thể. Mặc dù không thành công thế nhưng uy lực cực kỳ cường hãn, uy lực khi đó có thể tương đương với Vũ xuất ngũ trọng, Lục trọng, mà bây giờ hắn đã là Vũ xuất tứ trọng, khi thi triển liệt không cửu kích cũng có uy lực Vũ xuất bát trọng đỉnh phong gần với vũ xuất cửu trọng. Chu Tước quyết dung hợp với Huyền Vũ, quyết dường như còn mạnh hơn liệt không cửu kích một chút, tương đương với vũ kỹ huyền cấp đỉnh phong. Lục Thiếu Du phỏng đoán thi triển Chu Tước quyết dung hợp với Huyền Cũ quyết có lẽ còn mạnh hơn liệt không cửu kích một chút, có lẽ có thể chống lại Diễm Băng Song Xuất, cũng để hắn biết rõ xem rốt cuộc uy lực của con át chủ bài này ra sao. Dưới tình huống bình thường đương nhiên Lục Thiếu Du không dám thi triển con bài chưa lật cuối cùng này, bởi vì một khi thi triển tiêu hao quá lớn, có lẽ sau khi thi triển thì tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng lúc này, Phi Linh môn đã chiếm ưu thế tuyệt đối khiến cho hắn có thể yên tâm thi triển. Thủ ấn Lục Thiếu Du biến hóa, hai đầu yêu thú bằng năng lượng thể mang theo thú uy cường hãn dung hợp vào một cỗ. Trong nháy mắt khu vực nơi hai đầu yêu thú bằng năng lượng thể tiếp xúc, hắc quang đen như mực kia và hào quang thần dị bảy màu bắt đầu chồng lên nhau. Trải qua lần dung hợp trước đó, lúc này Lục Thiếu Du một lần nữa thi triển thì dễ dàng hơn nhiều. Sưu hai đạo thú ảnh trọng điệp một thanh âm trầm thấp vang lên hai cỗ quang mang va chạm rồi bắn ra quang mang mạnh mẽ khiến cho cả không gian run rẩy lúc này ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán hai ấn quyết dung hợp chân khí bàng bạc trong cơ thể lục thiếu du nhanh chóng tuôn ra chân khí trong kinh mạch rộng lớn lúc này liên miên vận chuyển rồi rót vào trong chu tước quyết và huyền vũ quyết dung hợp theo chân khí tiến vào hai đạo ấn quyết này hoàn toàn dung hợp đầu phượng hoàng và quy xà đen như mực kia cuốn lại cùng một chỗ mơ hồ hiện lên sự vui vẻ trong nháy mắt này cả không gian run rẩy không gian trên hai đầu thú ảnh vốn cuồng bạo lúc này trở nên bình tĩnh lại dường như không có một chút năng lượng nào ba động thế nhưng trong lúc mơ hồ lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn gợn sóng khoách tán ra bốn phái ầm ầm trên không trung từng thanh âm vang vọng hai người diễm băng song suất liên thủ phối hợp uy thế đại tăng tiểu long cùng thanh hỏa lão quỷ lần nữa bị đẩy lùi khóe miệng Thanh Hỏa lão quỷ xuất hiện một tia máu. Phanh, thân thể tiểu long trực tiếp đập xuống vào một đỉnh núi phía dưới khiến cho toàn bộ đỉnh núi bị thân thể tiểu long phá hủy. Mặt đất trực tiếp rạn nứt. Chỉ trong nháy mắt thân thể tiểu long lại tiếp tục bắn lên không trung, căn bản không có một chút thương thế nào. Lực phòng ngự cường hãn như vậy khiến cho hai người Diễm Băng song suất kinh hãi không thôi. Ngay khi tiểu long cùng với Thanh Hỏa lão quỷ muốn tiến lên, thì một thân ảnh màu xanh đã ngăn cả trước người hai người rồi nói, "Tốt rồi, để cho ta tới." Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng bắn về phía trước. Mỗi bước chân bước ra đều khiến cho không gian rung động. Trên mặt Lục, Thiếu Du lúc này cũng hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Cuối cùng bàn tay đẩy về phía trước, đạo thủ ấn được dung hợp giữa hai đầu thú ảnh nhanh chóng bắn về phía Diễm Băng, song suốt, một cỗ năng lượng cường hãn mà kinh khủng đột nhiên tuôn ra sau một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng không gian, "Chu Tước Huyền Vũ Quyết!" Mà trong nháy mắt khi hai đầu yêu thú bằng năng lượng được đẩy ra cả không gian run rẩy, gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn, chấn động. Không gian cơ hồ như muốn sụp đổ, gợn sóng bị nghiền nát không ngừng tạo thành một khe nứt màu đen tỏa ra khí, tức rung động nhân tâm. Chương 1061, lưỡng bại câu thương. Bại câu thương. Hai đại thú ảnh phóng lên trời, tiếp theo đó hai đạo thú ảnh bành trướng. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng lập tức bành trướng tới chừng ngàn thước, quanh thân có hỏa diễm gào thét, khí tức cuồng bạo phóng lên cao mang theo hỏa diễm ngập trời bao phủ không trung ngay cả không khí cũng bị đốt cháy tạo thành tiếng kêu xì xì. Đầu quy xà kia cũng lập tức bành trướng tới một thể tích khủng bố. Rùa rắn tương giao không ngừng gào thét dữ tợn, lại mang theo một cỗ uy áp cực lớn, sóng ngợn quanh thân cuồn cuộn, khí tức bằng bạc đã tới mức vô cùng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp. Diễm băng song xuất nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng khổng lồ cũng không khỏi hoảng sợ. Vũ kỹ khủng bố như vậy tuyệt đối đã tới huyền cấp cao giai. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lập tức trầm xuống một cỗ hàn ý từ trên người tràn ra chân khí mênh mông từ trong cơ thể hai người tuôn ra một hỏa một thủy hai cỗ năng lượng thuộc tính tuôn ra khiến cho không gian lập tức run rẩy vào giờ phút này hai người lập tức dương trường kiếm và đại đao trong tay lên đao mang và kiếm quang lóe lên nhẹ nhàng bổ xuống lập tức trong không gian xuất hiện một cái khe nhỏ ánh mắt hai người hiện lên sự lạnh lẽo kiếm quang đao mang tạo thành từng đạo tàn ảnh rồi chém thẳng về phía trước hỏa đao băng phong quyết hai người đồng thời hét lớn một tiếng tiếng hét lớn này vang lên ánh sáng trong không gian lúc này đột nhiên ảm đạm giống như toàn bộ ánh sáng đều bị thôn phệ trong không gian năng lượng thuộc tính hỏa và thuộc tính thủy hội tụ theo hai cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ năng lượng trên đại đao cùng với trường kiếm ngày càng khủng bố tiểu tử chết bởi hỏa đao băng phong quyết của chúng ta cũng coi như là tiện nghi cho ngươi lương tán lạnh lẽo quát lên một tiếng rồi đem đao trong tay đánh xuống đao quang mang theo vô số tàn ảnh chém xuống không gian trước mặt hắn lúc này trong khoảnh khắc dường như sụp đổ. Sóng gợn trong không gian trực tiếp bị cắt vỡ, từng mảnh vỡ của gợn sóng bắn ra bốn phía. Sư sư, từng đạo đao mang kiếm quang bạo liệt lướt đi chừng ngàn thước cắt vỡ gợn sóng, trong không gian, dùng một thanh thế cường hãn, xen lẫn khí tức nóng bỏng, lạnh lẽo trực tiếp đem không gian trước mặt bổ ra. Cuối cùng tạo thành một tấm lưới lớn do đao kiếm tạo thành trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Công kích mạnh mẽ hung hãn như vậy đã hấp dẫn ánh mắt vô số người phía xa. Trong mắt những người biết hàng hiện lên vẻ kinh dị. Đối với Diễm băng song suất này cũng có một số người hiểu rõ, đây chính là một kích mạnh nhất của Diễm băng song suất. Cho nên bình thường hai người Diễm băng song suất này tuyệt đối không thể đơn giản mà thi triển ra Hỏa đao băng phong quyết. Diễm băng song suất thi triển ra Hỏa đao băng phong quyết, đây là kích mạnh nhất của phu thê bọn họ. Một khi thi triển ra ngay cả Vũ vương nhất trọng cũng bị thương một hai, uy lực cực kỳ kinh người. Bên trong Vũ suất cửu trọng quả thực bọn họ không có đối thủ lục thiếu du kia có thể chống lại sao cái này không nhất định lục thiếu du của phi linh môn thường xuyên vượt cấp chiến đấu không biết lần này hắn có thể chống lại được hay không vũ kỹ quỷ dị kia của hắn cũng vô cùng bất phàm dường như còn mạnh hơn vũ kỹ của diễm băng song suất một chút phía xa không ít người đứng dưới xem xét lập tức nghị luận nói thì dài thế nhưng lại rất nhanh chóng lúc này hai đạo thú ảnh dây dưa với nhau mang theo uy áp mãnh liệt cùng với năng lượng chấn động trực tiếp va chạm với đao mang và kiếm quang trong không trung sưu sưu cả hai chạm vào nhau tạo thành thanh âm bạo liệt vượt quá dự đoán của mọi người hai đạo thu ảnh trực tiếp bị đao mang cùng kiếm quang ngập trời bao phủ dường như không thể tiến thêm được nữa cơ hồ không có một chút chấn động nào thậm chí hai đạo thu ảnh lập tức bị đao mang kiếm quang bao phủ không làm ảnh hưởng tới đao mang kiếm quang một chút nào nhìn thấy một màn này sắc mặt lục thiếu du cũng vô cùng kinh ngạc diễm băng song suất này quả nhiên thực lực mạnh mẽ bằng vào thực lực như vậy khó trách được xưng là vô địch thủ trong vũ xuất bất quá lúc này lục thiếu du cũng không bối rối khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh bàn tay khẽ vung lên rồi đem một đạo thủ ấn kỳ dị đánh ra cùng lúc đó có một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong kiếm quang và đao mang tỏa ra chu tước huyền vũ quyết bạo cho ta trong nháy mắt năm ngón tay lục thiếu du nắm chặt miệng khẽ quát một tiếng phanh phanh trong đao mang kiếm quang lúc này đột nhiên vang lên tiếng sấm rền giống như có từng quả bom liên tục nổ tung khiến cho lỗ tai của mọi người chung quanh rung động một hồi vô cùng đau nhức ở chỗ hai cỗ công kích hung hãn va chạm có một màn hào quang trói mắt hiện lên lập tức một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng khuếch tán không gian dưới năng lượng đáng sợ va chạm lập tức nổ tung rồi vặn vẹo phanh phanh lúc này giữa không trung bằng mắt thường cũng có thể thấy được đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm bên trong kiếm quang đao mang nổ tung hóa thành một biển lửa ngập trời mà đầu quy xà kia cũng nổ tung tạo thành một cơn sóng ngập trời, giống như biển gầm ở giữa không trung vậy. Trong nháy mắt, màn hào quang do đào mang kiếm quang tạo thành dưới năng lượng cuồng bạo trực tiếp dạn nứt, rồi nổ tung. Hỏa diễm phun trào, sóng nước đáng sợ dây dưa, khí tức lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Cả không trung trực tiếp hỗn loạn. Công kích đáng sợ tới bực này khiến cho không ít ánh mắt nhìn vào hoảng sợ. Năng lượng khủng bố ngập trời tràn ngập chân trời bắt đầu tiêu tán mà không gian đang vặn vẹp kia lúc này cũng dần trở nên rõ ràng. Phốc phốc, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người lúc này, xuất hiện một màn khiến cho mọi người kinh ngạc. Trên không trung diễm băng song xuất trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân uể oải vô lực. Phốc phốc, thân hình Lục Thiếu Du trực tiếp bị đánh bay, thanh linh khải giáp trên người ảm đạm. Miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thực lực diễm băng song xuất này quả nhiên danh bất hư truyền. Sư sư, sắc mặt lục thiếu du trắng bệch tiêu hao lúc này cực kỳ nghiêm trọng, lưỡng bại câu thương, không ít thanh âm kinh ngạc vang lên. Không ai ngờ tới, lục thiếu du của Phi Linh Môn có thể chống lại diễm băng song suất, mà còn là lưỡng bại câu thương, có thể đánh diễm băng song suất bị trọng thương. Thực lực của diễm băng song suất không ít người đều vô cùng hiểu rõ, đặc biệt là hỏa đao băng phong quyết vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này hai người lại bị trọng thương quả thực lục thiếu du khiến cho mọi người vô cùng thán phục thực lực của lục thiếu du không ngỡ đã tới một bước này mà hai người diễm băng song suất cũng vô cùng bất ngờ khi hai người ổn định thân hình ánh mắt lập tức kinh hãi nhìn về phía lục thiếu du